chương 731, dương thần đòn sát thủ. Đậu trường sinh là thần tộc. Cái tin này thật sự là thật là làm cho người ta kinh ngạc. Trong đại điện các vị thần tộc tiên thiên thần ma, nổi lên không giống nhau thần thái. Kinh ngạc, chấn kinh, không thể tin được chờ một chút, nhưng chợt nguyên một đám thần thái đều giống nhau, toàn bộ đều lộ ra vui sướng. Đây là một cái cực kỳ tốt tin tức. Đậu trường sinh bực này thiên kiêu, đủ để chống lên nhất tộc. Cái này không những không phải một vị đại địch, ngược lại là thần tộc trụ cột. Cái này một tăng một giảm bên trong, trên lệch liền đã kéo ra, ăn địch một chung, làm ta hai mươi chung, cũng là cái này một cái đạo lý. Đây là một chuyện đại hỷ sự. Thủy thần mừng rỡ về sau, lại là lộ ra vẻ tiếc núi. Thủy thần cũng biết, cái này là mình tham lam, hiển hiện lòng tham không đủ. Đậu trường sinh có thể là thần tộc thì phi thường tốt, có thể lý trí biết thỏa mãn, nhưng trong nội tâm một cái kia tiếc núi, lại là như là một hạt giống một dạng, đã mọc rễ nảy mầm điên cùng bắt đầu tăng trưởng. Không ngừng hồi tưởng muốn là đậu trường sinh không có chết lần này. Như vậy thì tốt biết bao. Muốn là đậu trường sinh bất tử một lần, như vậy tương lai lại là bất hủ thần ma hạt giống, tương lai nếu là không hủ thời đại mở ra, đậu trường sinh sẽ là thần tộc lớn nhất ác chủ bài. Đáng tiếc, bây giờ đậu trường sinh chết một lần. Vận dụng chết thay bảo vật, lục đạo luân hồi bên trong lưu lại lạc ấn. Cứ việc chết một lần, không sẽ trực tiếp đột phá vô vọng, có thể xác suất thành công đến cùng là giảm xuống. Phải biết trong thiên hạ ức vạn vạn chúng sinh, có thể đột phá tới bất hủ thần ma người, ngàn năm, vạn năm, cũng sẽ không ra một lần. Đồng dạng một thời đại, mới có thể xuất hiện một vị, muốn là sáng chói đại thế, mới có thể xuất hiện mấy vị. Muốn đột phá tới bất hủ cái này một cái cấp độ, thật sự là thật quá khó khăn. Không chỉ là thiên phú trách tuyệt, còn muốn có to lớn tư nguyên, mà đối với thần tộc mà nói, hoặc là nhân tộc, chết lần trước đậu trường sinh, là sẽ không đi ủng hộ, muốn đột phá, chỉ có thể theo dựa vào cố gắng của mình. Thủy thần nội tâm không khỏi sinh ra phẫn hận tới giờ khắc này, thủy thần thật nổi giận. Cứ việc bây giờ bất hủ thời đại chỉ là lộ ra dấu hiệu, đợi đến mở ra còn không biết bao nhiêu năm về sau, có thể hay không đột phá bất hủ, đó căn bản không ảnh hưởng đại cục, lấy đậu trường sinh thiên phú, đột phá tiên thiên thần ma, chỉ cần không chết, là tay cầm đem bóp sự tình. Có thể đạo lý là đạo lý này. Nhưng càng nghĩ càng giận. Phải biết thủy thần biết đậu trường sinh chết qua một lần thời điểm, đó là trong lòng phi thường cao hứng, bởi vì đậu trường sinh là nhân tộc, cho nên thủy thần cười trên nỗi đau của người khác, có thể hiện nay đậu trường sinh là thần tộc thủy thần tự nhiên là không vui thủy thần một đôi mắt lạnh xuống có một ít chuyện muốn tính toán lấy đậu trường sinh thiên phú chết một lần tổn thất quá lớn lại thêm minh thần bị phong ấn trước trước sau sau hai chuyện cái này đã không thể xem nhẹ tiếp tục cùng bùng loãng chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như không có thủy thần không khỏi nhìn về phía dương thần chuyện cho tới bây giờ cho dù là thủy thần cũng không khỏi hoài nghi là dương thần làm lần này bất luận thấy thế nào bên thắng đều là dương thần Dương thần theo trong tay mình thu hoạch được vạn thần ngọc bội, trên mặt nổi xem ra đã đem vạn thần phiên tư hữu hóa, lại cũng không có người có thể ngăn lại dương thần, dương thần đại thế đã thành, quyền thế đã đạt đến một cái chút cao. Lần này muốn là minh thần cố ý vô oan hãm hại. Thủy thần mới sinh ra cái này một cái ý nghĩ, chợt liền đã bị thủy thần bác bỏ. Không thể nào. bộc lộ ra đậu trường sinh là thần tộc về sau, minh thần thì không có lý do gì làm như vậy. Đậu trường sinh quá trọng yếu, lấy đậu trường sinh thiên phú, ai có thể đi hy sinh hắn lấy thủy thần đối minh thần quen thuộc minh thần không phải loại này thủ đoạn độc ác người có thể mất hết thể diện hy sinh người thừa kế của mình đúng vậy thủy thần đã đem đậu trường sinh xem là minh thần người thừa kế đậu trường sinh tại nhân tộc bên trong cũng chiếm cứ cao vị đợi đến đậu trường sinh đột phá tới thần ma thì có thể trở thành nhân tộc cao tầng đem về liên tục không ngừng lấy được được nhân tộc trọng yếu tình báo giá trị thật sự là quá cao minh thần đi hy sinh chính mình cùng đậu trường sinh sau đó nói xấu dương thần cái này sao có thể muốn là minh thần đi tranh giành thần vương, minh thần còn có thể diễn lần trước khổ nhục kế. có thể dương thần mất đi thần vương đại vị về sau, minh thần cũng là không có cơ hội. minh thần thực lực là không tệ, có thể đến cùng không có đạt tới chân quân chiến lực, đây càng thêm không cần nói là trí cường giả. như thế không tiếc hết thảy trợ giúp viêm thần, cái này cũng không thực tế sự tình. minh thần cùng viêm thần quan hệ không đến được một bước này. song phương bởi vì lợi ích tương hợp, viêm thần không cho được minh thần bàn đại lợi ích phản hồi thần vương là có thể đại biểu thần tộc điều động thần tộc lực lượng nhưng đó là xây dựng ở một lòng vì công điều kiện tiên quyết thần vương muốn là muốn đột phá bất hủ điều động thần tộc đại lượng đạo nguyên cung cấp chính mình sử dụng ngươi hỏi một chút còn lại tiên thiên thần ma đáp ứng không một cái rất sự tình đơn giản đã bày ở trước mặt minh thần là người bị hại nếu là không có cố ý hãm hại dương thần động cơ như vậy sự thật đã rất rõ ràng đây là dương thần làm thủy thần không có mở miệng ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương có thể rõ ràng trông thấy, không ít người ánh mắt nhỏ hơi biến hóa, loại này thô thiển đạo lý, rất dễ dàng liền có thể nghĩ đạt được. Trong đại điện bầu không khí tại vui sướng về sau, lập tức đè nén. Nguyên một đám người nào cũng không có mở miệng, toàn bộ đều trầm mặt. Đậu trường sinh đem đây hết thảy đều nhìn chăm chú tại trong mắt, bản người đã đứng tại trong đại điện một chỗ ngóc ngách, người dường như dung nhập vào trong vách tường, trở thành bối cảnh tường. Hiện nay không cần đậu trường sinh chủ động mở miệng, đi kêu đánh kêu giết. Có thể xuất hiện ở nơi này, không có một vị là kẻ ngu. Nguyên một đám đẳng cấp đều phi thường cao, đối với cái này một số người thông minh mà nói, không cần ngươi đi khoe khoang, cố ý biểu hiện mình, cái kia không những sẽ không đạt được lợi ích, ngược lại còn dễ dàng gây nên sự phản cảm của bọn họ. Dương Thần hiền nghi, đây là càng lúc càng lớn. Bây giờ trên cơ bản đã xác định là Dương Thần, cái kia côn bằng quốc sư cùng Đan Phượng ba người, rất rõ ràng là nói xấu, cố ý đem tội danh giao cho đậu trường sinh. Bọn họ tại sao muốn vô oan cho nhân tộc? Là bọn họ muốn giảm bớt chịu tội điểm này không đúng bởi vì côn bằng quốc sư lấy ra hình ảnh căn bản không sợ bọn họ kiểm nghiệm đây là đối với mình có tuyệt đối lòng tự tin cho là mình lấy ra đồ vật thì là thật hiện nay cũng là thật nhưng thứ này chỉ hơi hơi biến một ít gì đó nói thí dụ như là đó cùng côn bằng quốc sư liên hệ cũng không phải là đậu trường sinh mà chính là dương thần đâu từ đầu đến cuối biểu thị là đậu trường sinh cũng chỉ là trong hình ảnh cái vị kia chính mình chứng minh lấy đậu trường sinh tên cho côn bằng quốc sư gửi đi tin tức cũng không có đường dây khác nghiệm chứng hắn thật là đậu trường sinh. Cái này rất dễ dàng xuất hiện có một người làm bộ trở thành đậu trường sinh, sau đó an bài một loạt chuyện này. Điểm này là rất dễ dàng nghĩ tới, nhưng lúc đó đều cho rằng là đậu trường sinh, bị đậu trường sinh vốn có ấn tượng nói gạt, không khách khí mà nói, cái này một cái hậu trường hắc thủ, cái này một cái kế sách rất thành công. Lúc ấy hình ảnh này vừa ra, bọn họ đều cho rằng là đậu trường sinh. Nói xấu đậu trường sinh, bất quá là che giấu hung phạm mà thôi thật lâu, là viêm thần chủ động đánh vỡ trầm mặt nói, đi thôi. Đi gặp côn bằng quốc sư bọn họ, để bọn hắn nói ra hung phạm là ai. Chuyện cho tới bây giờ nhất định phải điều tra ra một cái chân tướng. Không chỉ là cho minh thần một cái công đạo, cũng cho tộc ta đậu trường sinh một cái công đạo. Đậu trường sinh chủ động cảm tạ nói, đa tạ viêm thần tiền bối. Cái này chết một lần, tuyệt không là chết vô ích. Đậu trường sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, biết mình là thần tộc về sau, cái này từng vị tiên thiên thần ma, đối với điểm này vô cùng coi trọng bọn họ cứ việc cũng có được một số tư tâm, nhưng trên cơ bản vẫn là bảo trì thần tộc. Bây giờ không phải thượng của thời đại, chủng tộc tranh bá thời kỳ, tuần tự từng tràn đại chiến đánh xuống, đã để bọn họ biết, nhất định phải đoàn kết nhất trí mới có thể sống sót. Đã mất đi thần tộc thân phận, bọn họ không chỉ là đã mất đi trước kia địa vị hiển hách, cũng sẽ trở thành tiểu tộc đi săn đối tượng, ngày xưa bị chính mình khi dễ người, trái lại bắt đầu đuổi giết hắn. Nhất định phải báo đoàn sưởi ấm, dạng này nhiều đời truyền thừa xuống, chủng tộc lực ngưng tụ đã đề cao cái này không chỉ là thần tộc, chủng tộc khác cũng giống vậy, hao tổn chủng tộc thực lực người, đều là tương đối thống hận. Quan là một chuyện tình, bọn họ vẫn chỉ là phẫn nộ, có thể hai chuyện liệt chung vào một chỗ, bọn họ đối với phía sau màn hung thủ, bây giờ thật hận đi lên. Phim thần vừa đúng mở miệng, đầu trường sinh phụ họa, đấu thần dẫn đầu tỏ thái độ nói, bất luận dính đến người nào. Nhất định phải tra ra, ra hung phạm, cho tộc nhân một cái công đạo. Tinh thần trầm giọng nói, loại này con sâu làm rầu nồi canh, nhất định phải nghiêm trị. Phong thần nói, có lần thứ nhất, liền sẽ có lần thứ hai, cái này là không thể coi nhẹ. Nham thần cùng thủy thần đều không có mở miệng, nhưng tuần tự tỏ thái độ tiên thiên thần ma đã đầy đủ nhiều, đây đã là một cổ lực lượng rất mạnh. Dương thần đem đây hết thảy đều nhìn chăm chú tại trong mắt, mặt không biểu tình nói, đi. Đi hỏi một chút côn bằng quốc sư bọn họ. Hung phạm đến cùng là ai? Dương thần tỏ thái độ về sau, nhanh chóng quyết đoán một ngựa đi đầu, dẫn đầu hướng về côn bằng quốc sư vị trí đi đến cả đám bắt đầu đi theo tại dương thần hậu mới, không lớn chỉ trong chốc lát, bọn họ đã thành công trở về. Trước trước sau sau bọn họ tại minh thần điện chủ điện cũng không có nửa canh giờ thời gian, giờ phút này côn bằng quốc sư bọn người, cả đám đều tương đối trầm mặt, chính chờ đợi kết quả. Đan Phượng đứng xa xa nhìn dương thần cả đám đi trở về, mặc dù không có thu hoạch được bất cứ tin tức gì, nhưng quan là xa xa quan sát đội ngũ tình huống, Đan Phượng trong lòng đại khái nắm chắc. Bởi vì đậu trường sinh vị trí tại vị trí, chính vị tại đội ngũ phía sau, cái này biểu thị thần tộc tin tưởng đậu trường sinh, không phải vậy cho dù là thần tộc tin tưởng, nơi này là trên trời thần cảnh, đậu trường sinh không bay ra khỏi bọc nước đến, có thể cũng phải có cần thiết phòng ngự biện pháp. Đơn giản nhất ví dụ, muốn là đậu trường sinh có đề phòng, ít nhất phải đem đậu trường sinh an bài tại trong đội ngũ, muốn bị từng tôn tiên thiên thần ma bao vây lại, dù là vây quanh không nghiêm dày, đại khái tại đậu trường sinh tả hữu cũng phải có tiên thiên thần ma, nhưng hôm nay đây hết thảy hết thảy đều không có. Đang Phượng trong lòng sinh ra kinh nghi. Đi thời điểm, Đậu Trường Sinh là bị đấu thần mời đi. Khi đó đấu thần đối Đậu Trường Sinh là rất cảnh giác, đã phong tỏa Đậu Trường Sinh tứ phương, muốn là Đậu Trường Sinh có chạy trốn ý nghĩ, tất nhiên sẽ tao ngộ đấu thần lôi đình một kích. Có thể trở về thời điểm, đấu thần đối Đậu Trường Sinh lại có như vậy tính nhiệm cảm giác, dường như hai người ở giữa có giao tình một dạng. Trước trước sau sau, chưa tới một canh giờ thời gian, Đậu Trường Sinh thành công theo phía sau màn hung thủ, trở thành một tên người vô tội. Đây là Đan Phượng sau khi nhìn thấy, trong nội tâm phân tích được đi ra kết quả muốn cải biến một chút sách lược đan phượng chờ đợi thần tộc mở miệng hỏi thăm không để cho đan phượng chờ quá lâu phim thần âm thanh vang lên đậu trường sinh không phải phía sau màn hung thủ các ngươi không cần tiếp tục làm thật hung che giấu các ngươi nói thật đi ta chỉ khi các ngươi là tòng phạm muốn tiếp tục chết cũng không hối cãi như vậy các ngươi cũng là thủ phạm thần tộc sẽ tạm thời giam các ngươi chờ đợi các ngươi bản tộc người tới chuộc về các ngươi cái này sẽ tạo thành dạng gì hậu quả chính các ngươi cũng hiểu được chớ trách chúng ta không có nhắc nhở các ngươi đan phượng chủ động tiến lên một bước thở dài một hơi nói thôi ta cũng không muốn lúc tuổi già trầm luân trở thành vạn tộc trò cười đã thần tộc muốn biết như vậy ta liền nói thẳng là dương thần bệ hạ liên lạc chúng ta dương thần bệ hạ ngụy trang thành vì đậu trường sinh cho tới bây giờ không có chủ động nói ra bản thân thân phận chân chính nhưng cố ý tiết lộ thân phận của mình để cho chúng ta rõ ràng là dương thần bệ hạ hắn mục đích đúng là ám chỉ chúng ta nếu là thật ra chuyện về sau trực tiếp đem tội danh giao cho đậu trường sinh Phim thần thần sắc bình tĩnh, ánh mắt di động nhìn về phía côn bằng quốc sư nói, đang phượng tiền bối nói rất đúng sao. Côn bằng quốc sư trầm giọng mở miệng nói, đã lão đại tỷ nói thẳng, như vậy ta cũng không có gì dễ nói, lão đại tỷ nói không sai. Đây đều là dương thần ở sau lưng sai sử, vốn là dạng này vũng nước đục, ta là không muốn chuyến, có thể dương thần cho nhiều lắm. Côn bằng quốc sư lời nói dừng lại, do dự một chút về sau, lúc này mới dơ lên bàn tay của mình, dù sao mặt khoa tay nói, mười phần đạo nguyên. Trọn vẹn mười phần đạo nguyên nhiều như vậy đạo nguyên ta chỗ nào còn có thể do dự liền xem như dương thần muốn ta tộc bất hủ thần binh xuất hiện ta đều nguyện ý làm thủy thần tức giận nói mười phần đạo nguyên ngươi không có nói sai đây là một mình ngươi vẫn là ba người cùng nhau thù lao công bằng quốc sư cười lạnh nói có thể làm cho chúng ta xuất thủ hết thảy mười phần đạo nguyên ngươi đây là xem thường ai đây thủy thần giận dữ đưa tay chỉ hướng công bằng quốc sư tức giận nói để dành đến ba mươi phần đạo nguyên ngươi biết cái này cần bao lâu sao một phần đạo nguyên không cần, cái này cũng cần 30 thần cung ngàn năm tích lũy. Thần tộc điện là lớn châu, cung vì phía dưới châu. 30 cung, vì nhân tộc 30 lần châu. Nhưng một phần đạo nguyên không cần, cái này là chuyện không thể nào. Đột phá thần ma cần, chú tạo thần binh cần, bảo trì bất hủ thần binh cần, tăng cường thủ hộ đại trận cần. Chi tiêu địa phương nhiều lắm. Bại gia tử. Ngươi cái này cẩu vật. Lão phu mặt cho ngươi rất lâu. Cái này dùng để đột phá tiên thiên thần ma cũng có thể tăng thêm ba tôn a phá phòng ngự giờ khắc này thủy thần rốt cục phá phòng ngự tất cả bình tĩnh tỉnh táo đều biến mất sạch sẽ cũng không trang trước mắng côn bằng quốc sư một trận về sau sau cùng chỉ dương thần mắng lên trong trầm mặt dương thần cũng bị côn bằng quốc sư những lời này làm phá phòng ngự lạnh mở miệng cười nói vốn còn muốn muốn nhìn các ngươi trò hề nghe nghe các ngươi nói xấu ngu hại chẳng qua hiện nay ta không có cái này hào hứng ế minh đến lượt ngươi xuất thủ chương 732, thời gian quay lại, dương thần thật xuất hiện. Buồn nôn. Vô cùng buồn nôn. Đây chính là dương thần thời khắc này tâm tính. Đây cũng không phải nhằm vào thủy thần, cũng càng thêm không phải đan phượng. Dương thần đối với bọn hắn nói xấu, đây là có lấy chuẩn bị tâm lý, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng côn bằng quốc sư sẽ nói ra 10 phần đạo nguyên tới. Đạo nguyên. Đây là trong thiên hạ trọng yếu nhất chi vật. Bất luận là đột phá thần ma, đột phá tiên thiên thần ma, vẫn là chú tạo thần binh chờ một chút, toàn bộ đều cần đạo nguyên. Đây là nhất tộc căn bản. Chủng tộc cường đại hay không, liền muốn nhìn đạo nguyên có nhiều hay không. Một phần đạo nguyên bị sử dụng sau, có thể xuất hiện một vị thần ma. Một người 10 phần đạo nguyên, ba người cũng là 30 phần đạo nguyên. Điều này có thể có 30 tôn thần ma xuất hiện, đương nhiên số lượng càng nhiều về sau, đột phá giả cao thấp không đều, thất bại tỷ lệ cũng liền tăng trưởng, muốn chỉ là một hai vị, bọn họ toàn bộ đều là đương thời người nổi bật, đánh bại cùng thời đại người, đây là trình độ tuyến trở lên chỉ cần đến tầng đạo nguyên một bước này, trên cơ bản đột phá là nước chảy thành sông sự tình. Cho nên sẽ không một vị truy cầu thần ma số lượng, đạo nguyên cũng muốn đi tương trợ thần ma đột phá cảnh giới, trở thành một tôn tiên thiên thần ma. Một vị tiên thiên thần ma, cần 10 phần đạo nguyên. Đây là bình thường đột phá, muốn là thiên phú trắc tuyệt, tích lũy hùng hậu, ngược lại là có thể giảm bớt đạo nguyên tiêu hao. Nhưng 30 phần đạo nguyên, cũng có thể ra ba tôn thần ma. Dương thần là bị cái này buồn nôn hỏng. Công bằng quốc sư đây là lên ào ào vật giá, một lần xuất thủ thì mười phần đạo nguyên cái này ai có thể nhận chịu được mời một tôn tiên thiên thần ma xuất thủ cho một phần đạo nguyên đều nhiều chí cường giả miễn cưỡng có thể muốn là người người đều muốn mười phần đạo nguyên ai cũng mời không nổi có thể nói đan phượng nói xấu vậy không có gây nên nhiều đại ảnh hưởng có thể cái này mười phần đạo nguyên vừa ra tuyệt đối là thần tộc trên dưới tiếng người huyên náo giống như nước sôi đồng dạng sôi trào lên dương thần rốt cuộc không thể nhịn được nữa trực tiếp vận dụng lớn nhất đòn sát thủ tế minh cái này một cái che đậy giấu đi ác chủ bài. Thời gian nhất đạo, thần tộc cũng không tin thông. Cường giả như vậy, bất luận cái gì nhất tộc không phải mỗi một thời đại cũng sẽ có. Nguyên nhân căn bản chính là thời gian một đạo quá mạnh. Tại vạn năm trước thần tộc cũng có phương diện này cường giả, chỉ là rất đáng tiếc cái này vạn năm qua, thần tộc không có sinh ra thời gian chi thần. Bất quá không có thời gian chi thần, cũng đúng lúc Tiện Nghi Dương thần có thể mượn lấy phương diện này bảo vật cùng tri thức, từ đó cùng Ế Minh có liên lạc, thu được Ế Minh chống đỡ bất luận là minh thần mất tích, vẫn là đang phượng nói xấu. Chỉ cần quay lại thời gian, như vậy hết thảy đều chân tướng rõ ràng. Đây mới là cao đoan phá cục phương thức, phù hợp chính mình thân phận và địa vị. Tìm kiếm chứng cứ, điều tra manh mối, cái này cấp quá thấp. thế minh tóc dài xỏa vai, toàn thân áo trắng, trên tóc thắt 12 đầu kim mang, giống như biếm tóc rủ xuống, mỗi một đầu kim mang phía trên thời gian chi lực cuốn quanh, mơ hồ trong đó có thể trông thấy sinh mệnh tại thai nén trái tim có mạnh mẽ nhảy lên. Chậm rãi đi tới lúc, hai đầu kim mang bắt đầu không ngừng lắc lư lên. Một cổ sinh cơ bừng bừng, chính đang không ngừng lan tràn ra. Ế Minh ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, bình tĩnh mở miệng nói, "Chúng ta cần muốn đi trước hiện trường phát hiện án, sau đó quay lại thời gian, chư vị đều là người chứng kiến, tự nhiên biết sự kiện ngọ nguồn." Ế Minh lời nói nói ra, cái này kinh động đến không ít người. Minh thần thần sắc biến đổi, cố khắc chế, nhưng một đôi mắt không ngừng lấp lóe, biểu thị Minh thần trong nội tâm không bình tĩnh. Sơ suất. Không cũng không phải là. Minh thần tuyệt đối không ngờ rằng, dương thần vậy mà cùng yêu tộc ế minh có quan hệ, thu được ế minh tương trợ. Ế minh thực lực cường đại, đây là giữa thiên địa một trong mấy người mạnh nhất. Cho dù là cùng là trí cường giả, cũng không luận là côn bằng quốc sư vẫn là ngọc giao thiên quân, tuyệt đối cũng không bằng ế minh cường đại, cũng bởi vì ế minh nắm giữ lấy thời gian đại đạo. Quay lại đi qua thời gian, chân tướng tự nhiên không cách nào giấu giếm. Minh thần lo lắng, đang phượng chậm rãi mỉm cười, bình tĩnh nhìn chăm chú lên tình cảnh này, khẽ gật đầu nói cái này là một chuyện tốt thời gian quay lại về sau hết thảy đều chân tướng rõ ràng đan phượng lòng tin mười phần làm đậu trường sinh theo hung thủ trở thành người vô tội lúc tại đan phượng xem ra cũng là đại cục đã định lần này đến trước chính mình thế nhưng là cùng thiên cơ lão nhân lại có hai tộc tinh thông thiên cơ thuộc số cường giả phụ trợ cùng một chỗ đè xuống huỳnh hoặc thủ tâm bố cục hiển hóa mang tới thiên cơ dị tượng huỳnh hoặc thủ tâm là đế vương băng hà ác triệu cái này đối diện ứng thần vương cứ việc đan phượng cũng không biết được trong đó hư thực, có thể nương tựa theo hình hoặc thủ tâm, lại có phát hiện đủ loại manh mối, đan phượng lực lượng mười phần, nói ra ngữ cũng đến làm cho người tin phục. Người nào cũng nhìn không ra đan phượng có ráng chống đỡ, ngụy biện dấu vết, bọn họ đều có thể cảm giác được đan phượng lòng tin. Lần này song phương, đều đối với mình mê chi tự tin. Đây là phi thường hiếm thấy sự tình. Đan phượng lời nói sau khi nói xong, đối với dương thần ý chào một cái nói, phục kích minh thần địa điểm, ta chỉ huy dương thần bệ hạ tiến về nhìn lấy dương thần gật đầu đan phượng dưới chân hỏa hồng sắc quan mang không ngừng sinh ra sau cùng biến thành một mảnh hỏa vân đan phượng tại phía trước phía sau mọi người mỗi người thi triển thủ đoạn bay thẳng được hoặc là chân đạp tường vân không phải trường hợp cá biệt không lâu sau thì đã đi tới phục kích chi địa đây là một chỗ vô cùng chỗ bình thường không có có bất luận chỗ thần kỳ nào nhưng bây giờ chỗ này đã trở thành thiên hạ tiêu điểm hơn 10 vị thần ma chiếm cứ ở đây bọn họ ánh mắt tụ vào tại ế minh trên thân chờ đợi lấy ế minh quay lại thời gian Ế Minh duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt một đầu kim mang, bắt đầu căng dặn nói, hồi ngược dòng thời gian bên trong, các vị đừng có bất luận cái gì mâu thuẫn, hoặc là xuất thủ can thiệp. Cũng muốn chủ động thu liễm khí tức, nơi này thần ma nhiều lắm, liền xem như không nhúc nhích, chỉ là khí tức xâm nhiễm thiên địa, cũng đủ để cho ta sắp thành lại bại. Nhất là đừng có tiểu động tác, nhiều như vậy thần ma lẫn nhau giám sát, đủ để phát hiện động tác của ngươi, mà lại ta tại quay lại thời gian, đối với tạo thành thất bại địa phương, mẫn cảm nhất, chỉ cần ngươi động thủ, liền không khả năng chạy trốn rơi, khẳng định sẽ bị ta phát hiện đế minh trước giải thích sau đó lại cảnh cáo một phen sau dương thần mở miệng nói yên tâm bây giờ lúc này dám can đảm ra tay can thiệp người khẳng định cùng phục kích minh thần phía sau màn hung thủ chủ mưu có quan hệ dương thần ánh mắt bén nhọn nhìn chung quanh tả hữu cảnh cáo một chút thần tộc các vị thần ma không muốn làm một số tiểu động tác cái này liên quan đến lấy dương thần danh dự cũng là dương thần lật bàn hy vọng tự nhiên không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn cho mọi người một đoạn phản ứng tiếp nhận thời gian ước chừng một phút thời gian về sau dương thần thế này mới đúng ế minh nói có thể bắt đầu ế minh một đôi mắt ngưng tụ thiên địa trong nháy mắt tỉnh lại giống như đang di động kim dây lập tức đình chỉ bất động điều này khiến cho to lớn quán tính bốn phương thiên địa hiện ra vặn vẹo giống như là to lớn vòng xoáy đang muốn đem một chúng thần ma cho cứ thế mà xóa đi có thần ma ánh mắt lấp lóe bản năng cảm nhận được hung hiểm pháp lực đã phun trào muốn ầm vang tiết ra trực tiếp chống lại cái này một cổ vạn vẹo, tránh thoát trói buộc, trở lại trong hiện thực. Nhưng sau một khắc, trực tiếp áp chế phía dưới bản năng, mặc cho thiên địa biến hóa. Bây giờ hội tụ thần ma nhiều lắm, cho dù là chỗ này không gian sụp đổ, thời gian tàn phá, cũng không có khả năng lập tức chôn vùi nhiều như vậy thần ma, Ế Minh muốn là có bản lĩnh này, yêu tộc đã sớm xưng bá thiên địa. Ế Minh một đôi mắt, nổi lên tơ máu, dọc dọc mồ hôi, đã không ngừng sinh ra. Quay lại thời gian. Đây không phải một chuyện đơn giản vốn chính là vô cùng chật vật sự tình, nhưng lần này quay lại thời gian, thế nhưng là dính đến đông đảo tiên thiên thần ma. Nhất là Đan phượng cùng côn bằng quốc sư còn có ngọc giao thiên quân, toàn bộ đều là trí cường giả, cái này muốn quấy nhiễu được đi qua thời gian của bọn hắn tuyến, tất nhiên là muôn vàng khó khăn, cũng may mắn là chỉ là đứng ngoài quan sát, nếu là thật xuất thủ can thiệp, độ khó kia còn muốn tăng vọt gấp 10 lần, gấp trăm lần. Tế Minh rủ xuống 12 đầu kim mang, bắt đầu mỗi người bay múa, tràn ngập thời gian chi lực, không ngừng từng tia từng sợi rủ xuống. Tế Minh đã bắt đầu mượn nhờ con nối giỏi lực lượng, nhiều như vậy thần ma chiếm cứ, quấy nhiễu lực lượng quá mạnh. Tế Minh mi đầu đã nhăn lại, phát hiện lần này trả giá đắt không nhỏ. Chính mình có một ít cố hết sức, bất quá còn không vượt ra ngoài phạm vi chịu đựng. 12 đầu kim mang, bay múa bên trong, lẫn nhau lẫn nhau kết nối cùng một chỗ, tạo thành một cái phức tạp đồ án, sau cùng biến thành hình tròn. Mỗi một đầu kim mang, đại biểu cho một canh giờ, ngày tháng, lẫn nhau giao thế, tạo thành hoàng mỹ tuần hoàng cái này một cổ lực lượng xuất hiện về sau, phối hợp với ế minh lực lượng. Dương thần có thể thấy rõ ràng, một cổ đặc thù lực lượng, bây giờ chính bao phủ bản thân, không chỉ cần bản thân mình, còn lại thần ma cũng như thế, bị thời gian chi lực bao khỏa về sau, có thể trông thấy cảnh sắc bốn phía, đã xuất hiện biến hóa vi diệu. Thời gian chính đang lùi lại. Làm một tên tiên thiên thần ma, đối với thời gian nắm giữ cực kỳ tinh chuẩn. Cùng loại mỗi năm tháng nào bực này tin tức, không cần dương thần đi diễn toán, một cách tự nhiên liền biết, đây là thiên địa phản hồi làm một ngày thực lực cường đại tới trình độ nhất định đối với người bình thường mà nói đây chính là toàn trí toàn năng tùy ý thời gian chi lực trùng kích bọn họ trong tầm mắt có thể trông thấy vốn là không có một ai địa phương đã bắt đầu xuất hiện bóng người không ngừng tăng tốc lùi lại đột nhiên chậm lại giờ phút này có thể rõ ràng trông thấy tại đi qua thời gian tuyến bên trong ngũ căn linh vũ bắt đầu thiêu đốt biến thành kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực không ngừng tràn vào ngũ hành phong ấn bên trong đại biểu cho ngũ hành phong ấn ngũ hành đồ quan mang đại nướng phía trước côn bằng quốc sư cầm lấy thiên đạo phù lục chính hướng về minh thần giáng đi như là côn bằng quốc sư kể ra một dạng phục kích minh thần đúng là bọn họ hiện nay chỗ này chiến đấu trước đó mọi người đã quan sát qua đó là côn bằng quốc sư khắc lục xuống tới hình ảnh song phương so sánh một chút phát hiện côn bằng quốc sư còn thật không có dở trò bịp bợm cụ thể chiến đấu đi qua là giống như đúc loại này chính thật một giả phương thức thật là khiến người ta khó lòng phòng bị ánh mắt mọi người chỉ là quét qua liền đã không tại đi quan tâm nếu là có thời gian nhàn hạ bọn họ không ngại đi quan sát một trận tiên thiên thần ma đại chiến, chuyện này đối với bọn hắn khẳng định có lấy cực lớn xuất tiến, nhưng bây giờ chính sự quan trọng. Bọn họ muốn nghiệm chứng cuộc chiến đấu này bên trong, đến cùng có hay không dương thần xuất hiện. Muốn là dương thần xuất hiện, như vậy thì không cần nhiều lời, cái này phía sau màn hung thủ tự nhiên là dương thần. Có thể nếu là không có dương thần, dương thần đem sẽ trở thành trong sạch người, minh thần lời nói đều là bêu xấu. Một tôn tiên thiên thần ma, liền đến cùng mấy người cũng không biết, cái này ai mà tin nguyên một đám ánh mắt bắt đầu nhìn về phía tứ phương không có đi quan tâm chiến trường chính cung bằng quốc sư thần sắc bình tĩnh nhưng trong lòng lại là bắt đầu thấp thỏm không yên lần này thuần túy là hiện trường phát huy là căn cứ đan phượng mà đến đan phượng chủ động nói xấu dương thần bắt đầu mưu hại dương thần phù này hợp cung bằng quốc sư tâm ý nếu là thật thành công tuyệt đối sẽ gây nên thần tộc đại loạn đường đường nhất tộc chi chủ thần tộc chi vương vậy mà chủ động cấu kết ngoại tộc đối với mình đồng tộc ra tay ảnh hưởng này thật sự là ác liệt Khả năng thành công sao? Côn Bằng Quốc Sư trong nội tâm sinh ra nghi hoặc. Bất Quá Đan Phượng cũng dám đi đánh bạc một lần, Côn Bằng Quốc Sư tự nhiên cũng dám. Chẳng qua là khi Ế Minh xuất hiện về sau, Côn Bằng Quốc Sư trên cơ bản cho rằng thất bại, có thể chưa từng nghĩ Đan Phượng y nguyên lòng tin 10 phần. Cái này khiến Côn Bằng Quốc Sư cũng có một chút lòng tin, chỗ lấy nội tâm rất tâm thần bất định. Côn Bằng Quốc Sư ánh mắt sắc bén, không ngừng hoành tảo tứ phương. Đột nhiên, Côn Bằng Quốc Sư sững sờ. Cái kia một bóng người bất ngờ chính là dương thần. Tại ế minh thời gian quay lại bên trong, thật xuất hiện dương thần. Thật không thể tin. Thật thật không thể tin. Phải biết lúc ấy, cứ việc ở vào trong chiến đấu, nhưng muốn là dương thần xuất hiện, cùng bằng quốc sư tuyệt đối là có thể phát hiện, dù sao đây chính là một tôn trí cường giả, ai dám xem nhẹ kinh thị. Dương thần bóng người không chỉ là côn bằng quốc sư phát hiện, những người khác cũng phát hiện. Viêm thần trầm giọng mở miệng nói, cái này khí thế, không có một chút sai lầm. Đây tuyệt đối là. Viêm thần cũng không nói đến tên, có thể tất cả mọi người biết, đây là dương thần. Từng vị ánh mắt không ngừng lưu chuyển, không ngừng nhìn về phía thời gian quay lại bên trong dương thần, sau đó lại nhìn chân chính dương thần, nhờ vào đó đi phân biệt ra được hai người không cùng đi, chủ yếu nhất là khí thế. Tuần tự nghiệm chứng kết quả, cũng là khí thế không có sai. Bộ dáng tốt biến hóa, nhưng khí thế thì khó khăn. Nhất là dương thần là cao quý một tên trí cường giả, trừ phi là mặt khác một tôn trí cường giả biến hóa mà thành, không phải vậy trí cường giả đặc hữu khí thế, thực lực thấp người rất khó bắt trước. Mà lúc này đây có chí cường giả bắt trước. Cố ý đi hãm hại Dương thần. Cái này là chuyện không thể nào. Chí cường giả cũng không phải rau cải trắng, làm sao có thể nói ra hiện thì xuất hiện. Đặc biệt là cái này cùng Dương thần như thế giống nhau. Trong thấy tình cảnh này về sau, Dương thần chấn kinh, cái này mới không có trước tiên kịp phản ứng, giờ phút này đã khôi phục, Dương thần lập tức mở miệng nói, "Giả. Đây là có người ngụy trang." Giờ khắc này Dương thần, bao nhiêu có háo sắc cũng không tiếp tục như bắt đầu mới bắt đầu ổn trọng. Rất rõ ràng tình cảnh này xuất hiện, đánh Dương thần một trở tay không kịp, cũng ngoài Dương thần tưởng tượng. Dương thần giải thích, giờ phút này hiển hiện trắng xám bất lực, Đậu Trường Sinh gặp này sau chủ động nói, lấy ra một đạo khí thế, nhờ vào đó nghiệm chứng thật giả. Chỉ là trông thấy tình cảnh này, không đủ để lấy tính nghiệm thiên hạ. Trực tiếp nghiệm chứng thời gian quay lại Trung Dương thần, cái này giá quá lớn, nhưng lấy ra một đạo tràn ngập ra khí thế, cái này dễ dàng nhiều. Bất quá Đậu Trường Sinh cũng hiểu được cái này muốn ế minh trả giá đắt, cho nên trực tiếp nói, thần tộc sẽ gấp ba bồi thường. Đậu trường sinh không thể đại biểu thần tộc, cho nên ế minh hướng về các vị thần ma nhìn qua, viêm thần trực tiếp tỏ thái độ nói, gấp 5 lần. Tộc ta bồi thường gấp 5. Ế minh thu hoạch được viêm thần một câu nói kia về sau, cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp đối quay lại thời gian động thủ. 12 đầu kim mang, không ngừng trôi nổi, bàn tay trắng noãn, lại là một trảo. Sau cùng một luồng khí thế, giống như vật sống đồng dạng, hiện ra tại ế minh trong lòng bàn tay. Chương 733, nào đó đậu 10 năm công, không bằng kim đậu 10 ngày. Một luồng khí thế giữ lại. Quay lại thời gian nhất thời ầm vang sụp đổ. Chỉ một thoáng thời gian chi lực bạo động, sôi trào mãnh liệt thời gian chi lực, cùng bạo bao phủ cửu thiên thập địa. Trong nháy mắt mọi người liền đã bị sông thất linh bác lạc, nguyên một đám cũng không tiếp tục thu liễm lực lượng. Quanh, quanh, quanh. Từng đạo từng đạo nối liền đất trời khí thế bạo phát. Lực lượng không ngừng hội tụ, sau cùng hợp lực phía dưới, vô cùng lực lượng cùng thời gian chi lực ầm vang va chạm đến cùng một chỗ. Đại bạo tạc sinh ra. Tự lấy ra khí thế về sau, một mực bình tĩnh Ế Minh, tại bạo tạc lúc đột nhiên xuất thủ. Đặt hữu lực lượng, trong nháy mắt tách ra một vết nứt. Không cần Ế Minh mở miệng, trong nháy mắt các vị thần ma liền đã xông vào vết nứt bên trong, đến lúc cuối cùng thời gian vết nứt khép lại lúc, kinh thiên động địa đại bạo tạc bạo phát, trong lúc nhất thời thời gian rối loạn, hiện tại cùng tương lai, không ngừng giao thế xuất hiện bắt đầu bắt đầu vặn vẹo. Cái kia một đạo dương thần bóng người, trong nháy mắt đã bị xé nứt, hắn ngụy trang một chút biến mất không còn tâm tích, đây là một vị nam tử, hắn gương mặt lạnh lùng, chợt hết thảy đã sụp đổ. Thời gian rối loạn, vặn vẹo, tạo thành hỗn loạn một màn. Một phương này khu vực, từ đó về sau lại cũng không có người có thể quay lại thời gian. Trừ phi là đối phương có đại thần thông, có thể đem rối loạn vặn vẹo thời gian, một lần nữa chảy vuốt một lần. Mà điểm này ế minh làm không được, yến thần đế, chúc long cũng làm không được không cần nói là tiên thiên thần ma, liền xem như bất hủ thần ma cũng không được. Tân tân khổ khổ 10 năm vất vả thành quả, phá hư lại là chỉ cần trong nháy mắt. Hiện thực thế giới. Một đạo tiếp lấy một đạo bóng người, tuần tự không ngừng xuất hiện. Giờ phút này có thể nhìn ra thực lực mạnh yếu, tiên thiên thần ma đi bộ nhàn nhã, khoan thai tự đắc, mà thần ma đại bộ phận chật vật, áo bào phía trên hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện tổn hại. Đậu trường sinh ánh mắt bình tĩnh, nhìn thoáng qua ế minh, ế minh khẽ ngẩng đầu, ánh mắt cùng đậu trường sinh đụng chạm, hơi hơi nhẹ gật đầu, hết thảy đều không nói lời nào. Đối với cái này Đậu Trường Sinh ánh mắt thâm thúy lên, chậm rãi di động ánh mắt nhìn về phía Dương Thần, ánh mắt lạnh ba phần, y nguyên như là quần chúng một dạng, không nói một lời, đứng ở trong đám người, tiếp tục làm bối cảnh bản. Ánh mắt nhìn về phía Ế Minh trong tay cái kia một luồng khí thế, hiện nay cả đám đều nhìn chăm chú lên cái này khí thế. Cho dù là cách nhau rất xa, có thể cả đám đều cẩn thận phân biệt lên, cái này chỉ là nhìn thoáng qua, liền đã trong lòng hiểu rõ, cho nên trong lúc nhất thời bầu không khí trầm mặt xuống. Dù là không có tự mình tới tay, có thể như thế một điểm khoảng cách, đối với thần ma mà nói, tự như là tại trong tay mình một dạng. Cái này khí thế cùng dương thần giống như đúc, căn bản không có gì khác nhau. Là dương thần. Dương thần ngay tại vừa ăn cướp vừa la làng. Không. Là dương thần cấm. Giờ phút này một loại biến hóa, ngược lại là dương thần hiềm nghi tiểu không ít. Đây là không rõ chân tướng người, không biết được đậu trường sinh thần tộc. Thủy thần ánh mắt co rụt lại, đối với cái này một kết quả nội tâm không thể tin được thần sắc thất vọng đã hoàn toàn không còn che giấu dương thần có can đảm để ế minh quay lại thời gian cái này tất nhiên là có phấn khích có thể sau cùng xuất hiện một màn vô cùng đánh mặt quay lại thời gian bên trong đã xuất hiện dương thần bóng người thủy thần dẫn đầu nói có thể hay không tại quay lại một lần trả ra đại giới chúng ta thần tộc toàn bộ ra lần này không cần đông đảo thần ma đứng ngoài quan sát nhờ vào đó giảm bớt áp lực từ đó bắt đầu thăm dò một chút cái kia có phải thật vậy hay không thủy thần lời nói nói đến dương thần trong tâm cảm nhưng đối mặt thủy thần hỏi thăm ế minh trực tiếp lắc đầu nói đây không phải đại giới vấn đề mà chính là nơi này thời gian đã rối loạn lại nghĩ trở về ngược dòng thời gian ta đã không thể ra sức dương thần sắc mặt âm trầm toàn thân trên dưới tràn ngập một luồng hơi lạnh ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên ế minh giờ phút này hận không thể nuốt sống ế minh cái này nếu là không có ế minh dở trò quỷ đây tuyệt đối là không thể nào những người khác còn có nghi vấn nhưng làm người trong cuộc, Dương Thần rất rõ ràng, chính mình căn bản cũng không có đi vào qua, cho nên cái kia một bóng người khẳng định là những người khác ngụy trang, mà khí thế cũng là trước đó chuẩn bị xong. Bọn họ không cách nào phân biệt ra, có thể ế minh trưởng quản lấy thời gian chi lực, làm sao có thể cũng không có cách nào phân biệt. Thủy Thần thở dài một hơi. Ánh mắt nhìn Dương Thần, không khỏi lắc đầu. Bây giờ là chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Thủy Thần tuy nhiên hận, hận một cái kia hại đậu trường sinh chết một lần phía sau màn hung thủ nhưng muốn là dương thần có thể đem đây hết thảy toàn bộ đều cho viên hồi đi có không có thế bắt bẻ bằng chứng như vậy thủy thần cũng có thể tiếp nhận tuy nhiên những người khác ăn một ít thiệt thòi có thể dạng này người đảm đương thần vương đây là phi thường hợp cách có thể hiện nay dương thần đâu chính mình chủ động thoát tội thủ đoạn vậy mà trở thành đánh chính mình bằng chứng điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ dương thần hết thảy cử động toàn bộ đều tại người khác đoán trước bên trong thủy thần trong nội tâm đã nghi ngờ dương thần nếu là thật tới qua không có khả năng làm như thế ngu xuẩn sự tình. Không, hiện tại Dương Thần thì rất ngu xuẩn. Đem hy vọng ký thác tại những người khác, thậm chí là người này còn không phải thần tộc mà chính là yêu tộc. Thủy thần hiện nay lười đi muốn thật đem như thế nào? Lần này sự kiện, đem Dương Thần làm xuống đài, được lợi người là viêm thần, nhảy ra cái gì hung phạm, cái gì người bị hại, bất quá là một lần nội đấu mà thôi. Không hề nghi ngờ sự tình, Dương Thần triệt để thua. Liền xem như có người cũng sinh nghi, nhưng cái này lại như thế nào? bây giờ chứng cớ rành rành. Đủ loại chứng cứ, đều chứng minh là dương thần. Mà lại cái này sinh nghi, cũng không phải nhất định không phải dương thần. Không chừng dương thần mắt thấy không cách nào lật lại bản án, cố ý làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy đến, tốt để trong lòng bọn họ sinh nghi, nhận vì dương thần sẽ không như thế ngu xuẩn, từ đó giảm bớt dương thần hiềm nghi, loại này phản kỳ đạo cơ quan phương pháp, cũng không phải là không được. Muốn là lấy thoát tội là mục đích đi xem, đây là phi thường ngu xuẩn, nhưng muốn là giảm bớt hiềm nghi, cái này không thể nghi ngờ rất thành công chí ít sau cùng có thể thấy rõ người sẽ đối với dương thần thủ hạ lưu tình cho dương thần lưu một cái cơ hội sợ bị lừa rồi đem sự tình làm tuyệt đợi đến tương lai chân tướng rõ ràng từ đó trong lòng sinh ra hối hận một việc đứng tại khác biệt cấp độ đi xem cho ra kết quả là khác biệt người khả năng cảm giác đối phương ngu xuẩn nhưng người ta vui vào trong đó đối với cái này rất thỏa mãn mọi người nhu cầu khác biệt không thể quơ đủ cả nắm có thể không cần biết ra sao dương thần xuống đài là tất nhiên Thủy thần có thể tiếp nhận thần vương cay nghiệt thiếu tình cảm, cũng có thể tiếp nhận tính kế chính mình người, nhưng tuyệt đối không thể tiếp nhận một thằng ngu. Ngu xuẩn, đần, đây chính là lớn nhất sai lầm. Cho dù là đối phương phương diện khác cho dù tốt, cũng là không được. Dạng này nhất tộc chi chủ, đem về đem thần tộc đưa đến trong thâm uyên. Trong lúc nhất thời bầu không khí trầm mặt, cả đám đều không tiếp tục mở miệng, bởi vì ai cũng biết, lại sau khi ra, cũng là ảnh hưởng thần tộc, chấn động vạn tộc đại sự. Đậu trường sinh lãnh đạm ánh mắt nhìn dương thần, trong nội tâm cũng có được thất vọng. Vị này dương thần là so mặt ngoài lợi hại một số, qua nhiều năm như vậy đều tại ngụy trang, miễn cưỡng cũng coi là giả heo ăn thịt hổ. Nhưng cũng thì như thế. Hắn đòn sát thủ. Một chút cũng không có vượt quá đậu trường sinh đoán trước. Vậy mà đi lôi kéo ế minh, muốn muốn nhờ lấy đối phương thời gian chi lực, theo mà hồi tưởng đi qua một màn, sau đó cho mình chứng minh. Phương pháp như vậy rất cao minh. Có thể đậu trường sinh trước khi động thủ, cũng đã dự liệu đến thậm chí là cái này dương thần đem mưu hại hắn chứng cứ đều chuẩn bị cho mình tốt trấn hải châu là dùng đến giám thị chính mình cũng là định vị chính mình có thể phía trên này có dương thần khí thế đây chính là dương thần tự chịu diệt vong nguyên nhân hắn vậy mà muốn dựa vào ế minh lật bàn chẳng lẽ không biết ế minh là yêu tộc đây chính là ngoại nhân loại này quan trọng đại sự dựa vào cho tới bây giờ đều là mình tuyệt đối không thể nghĩ đến ngoại nhân có thể đưa thang khi có tuyết mình có thể thuyết phục ế minh không phải song phương quan hệ tốt bao nhiêu mà là bởi vì lợi ích. Yêu tộc lần trước ăn phải cái lỗ vốn, tuy nhiên theo long tộc bù lại một số, nhưng muốn vãn hồi tổn thất, cái này là không thể nào. Thánh mẫu chỗ đó thế nhưng là tiếp tục đổ máu, yêu tộc đối đạo nguyên khao khát, đối lợi ích coi trọng, đó là vượt qua thường nhân tưởng tượng, đây cũng là song phương liên hợp cơ sở. Đậu trường sinh không chỉ là thuyết phục côn bằng quốc sư bọn họ ba vị, cũng đem yêu tộc thuyết phục, đây là bạch trạch tự thân xuất mã, sau đó mang theo dương thần một luồng khí thế, tại hiện trường ẩn nút, còn lại chỉ cần ế minh quay lại thời gian, tự nhiên có thể đầy đủ phát hiện dương thần bóng người. Liên quan đến nhiều như vậy thần ma, căn bản là không có cách chủ động can thiệp đi qua, chỉ có thể lấy ra một đạo khí thế. Còn lại hết thảy đều nước chảy thành sông, an bài rõ ràng. Đậu trường sinh vốn cho rằng còn muốn có một hai biến hóa, có thể sau cùng không có chút nào khó khăn trắc trở, hết thảy đều thuận lợi rối tinh rối mù, cái này khiến đậu trường sinh không có thành tựu chút nào cảm giác. Cũng biết bây giờ dương thần trình độ không có kém như vậy, tại đậu trường sinh dự đoán bên trong, còn có mấy cái dự bị phương án bây giờ xuất hiện cái này một loại tình huống, đậu trường sinh không khỏi nhìn về phía một bên phượng khinh ngữ. Huỳnh hoặc thủ tâm. Cái này một loại thiên tượng xuất hiện, đối với hiện nay chỗ làm sự tình, giúp ích thật sự là quá lớn. Đậu trường sinh ánh mắt nhìn về phía viêm thần, đem đối phương cũng một mẻ hốt gọn, để bọn hắn lưỡng bại câu thương. Cái này một loại ý nghĩ xuất hiện về sau, đậu trường sinh không khỏi rục rịch. Sau cùng, đậu trường sinh khắc chế. Quan hiện tại một bước này, hết thảy đều vừa đúng, tại làm mà nói liền muốn lộ manh mối, thần tộc trình độ vẫn phải có, sau cùng có thể phát hiện đối với tương lai phát triển bất lợi. Cái này xuất hiện nguy hiểm, chính là một cái khiêu chiến, có thể mang đến cho mình niềm vui thú. Đáng tiếc phần lớn thời gian đều là nào đó đậu, chuyện này với hắn có một ít siêu cương, nếu là hắn chết, chính mình cũng không chiếm được tốt. Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài một hơi. Cái này còn không có tận hứng, hết thảy liền đã kết thúc. Vừa nhìn về phía Ế Minh, lợi cho nàng, ăn hết thần tộc, ăn nhân tộc. Lần này thu được gấp đôi chỗ tốt đây là sự tình thành công, muốn là sự tình thất bại. Cổng nồi chính là bọn họ. Ngươi muốn đổi một cái mạch suy nghĩ, không phải nhân tộc, không phải dương thần, như vậy phía sau màn hung thủ là ai? Đương nhiên là yêu tộc A. Lớn nhất người đời sau sẽ phát hiện, yêu tộc quá kinh khủng. Sự tình bại lộ về sau, trước đẩy cho nhân tộc, cái này nếu là không thành công, cũng có thể vu oan cho dương thần, thành công bốc lên thần tộc nội bộ hỗn loạn. Tuần tự cái này hai tầng ngụy trang, toàn bộ đều bóc trần về sau, mới có thể phát hiện đây là yêu tộc làm. Tóm lại đây hết thảy, là cùng nhân tộc không có bất cứ quan hệ nào. Liền xem như lại bị phát hiện, là ta đậu trường sinh làm, cái kia cùng nhân tộc có quan hệ gì? Ta đậu trường sinh là thần tộc. Vì cái gì làm như vậy? Đương nhiên là trợ giúp viêm thần thượng vị A. Đợi đến qua một đoạn thời gian, lắc mình biến hóa. Chính mình lại là người, đó là thần đậu trường sinh, cùng ta người đậu trường sinh có quan hệ gì? Một cái kia khẳng định là giả mạo dương thần rơi đài về sau, tất nhiên là viêm thần thượng vị. Viêm thần thủ đoạn là có, nhưng không nhất định vượt qua dương thần, lần này dương thần bại trận, là dương thần qua nhiều năm như vậy giả heo ăn thịt hổ, giả trang quá lâu, đã thật thành heo. Đối phương đã xé toan ngụy trang, muốn là cho dương thần một đoạn thời gian, là có thể khôi phục trở thành lão hổ. Đáng tiếc, dương thần không có thời gian này phát dục. Minh thần dễ dàng như vậy vào bẫy, làm sao không là nhiều năm qua nghiên cứu sinh nhai, để hắn chậm chạp, muốn là minh thần như lôi thần một dạng, chính mình là không dám cầm hắn khai đao viêm thần cùng dương thần khác nhau chỉ là viêm thần một mực biểu dương ra phong mang kỳ nhân đang ở vào đỉnh phong cho nên viêm thần muốn so dương thần khó đối phó nhiều bất quá đến đón lấy không cần đối phó viêm thần cái này viêm thần sẽ là chính mình trợ lực lớn nhất viêm thần cần mình tại nhân tộc ẩn nút đúng thế cái này chết một lần cái này không phải cố ý chạy trốn đem chính mình trích ra đi đậu trường sinh đã cân nhắc đến tương lai muốn là một lần không chết chính mình tìm lực quá cao bại lộ là thần tộc về sau lại đi nhân tộc ẩn nút thần tộc không nhất định bỏ được nhà ai có thể đem chủng tộc lãnh tụ xem như nằm vùng làm như vậy thuần túy cũng là đần độn thành thành thật thật tại thần tộc tu hành chứng đạo thần ma sau đó tiên thiên thần ma chờ đợi bất hủ thời đại mở ra trở thành một vị bất hủ thần ma cái này không so với trước làm nằm vùng giá trị cực lớn nhiều đi làm nằm vùng mạo hiểm cao cho dễ chết yểu sau cùng chết một lần thì không cách nào đột phá bất hủ thần ma trừ phi là thành vì nhân tộc lĩnh tụ, không phải vậy bao nhiêu ít lợi, cũng không thế cùng một tôn bất hủ thần ma so sánh. Nhưng chết một lần sau liền tốt, giá trị cực lớn biên độ hạ xuống, tương lai thần tộc không có khả năng đầy đủ cung cấp đạo nguyên đột phá bất hủ thần ma, như vậy tương lai cũng là tiên thiên thần ma, không có lần đầu, chết một lần cũng không phải là đại sự gì. Đi nhân tộc ẩn nút y nguyên mạo hiểm cao, có thể ít lợi cũng cao, có thể bắt lông cừu, thu hoạch được đạo nguyên đột phá đến tiên thiên thần ma quay trở lại lần nữa cái này chết một lần không biết xuất hiện bao nhiêu chỗ tốt tương lai sẽ thu hoạch được viêm thần chống đỡ đến đón lấy sử dụng hóa tiên trì thần tộc đem hóa tiên trì hoàn toàn mở ra thậm chí là dùng đạo nguyên thôi động cái này không quá phận a à. tuyệt không quá phận đều là thần tộc là người một nhà sinh tử một ngẫu còn có thể dùng một lần muốn là dùng người ở bên ngoài có thể dùng nhiều lần thứ này đậu trường sinh không có ý định chính mình dùng sau khi trở về xử lý sạch đây mới là sinh tử một ngẫu chính xác cách dùng Nhất thay bảo vật thứ này, thần tộc cho một số, rất bình thường đi. Tự mình mở ra sâm la giới, có một ít nhỏ. Thần tộc lại ủng hộ một chút, cho một số u minh toái phiến thế giới. Chính mình làm thần tộc, chiêm ngưỡng một chút bản tộc bất hủ thần binh, đây cũng là có thể. Biết thần tộc có bao nhiêu trấn hải châu, cái này chẳng phải là cũng rất bình thường. Vì thủ tính nhân tộc, đến lúc đó an bài mấy cái xung đột, chính mình đại sát đặc sát, cường thế cướp đoạt chỗ tốt, sau đó kiến công lập nghiệp, cái này cũng có thể. Trong nháy mắt, Đậu Trường Sinh sinh ra đủ loại ý nghĩ. Ánh mắt cũng đang nhìn các vị thần ma, thần tộc không có ai đi nói cái này khí thế là Dương Thần, cuối cùng là Viêm Thần vung tay lên nói, ba ngày sau hóa tiên trì mở ra, còn mời các vị đi về nghỉ, sau đó cùng một chỗ xem lễ. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, sau cùng xử lý. Là muốn tại nội bộ xử lý. Nhưng Dương Thần đã xong. Chương 734, Dương Thần rơi đài, nào đó đậu đến cửa, thường. Bận bịu. Đậu Trường Sinh vô cùng bận biệu dương thần một chuyện đã hết thảy đều kết thúc hiện nay thần tộc hội tụ ở thần vương điện bên trong chính tại xử lý đến tiếp sau công việc đậu trường sinh bọn người mỗi người đều trở về chỗ mình ở người tuy nhiên đều đã trở về mỗi người đã tách ra có thể cái này không có nghĩa là bọn họ không có liên hệ bây giờ đậu trường sinh trong tay thanh đồng kính phía trên tin tức bay đầy trời đủ loại tin tức không ngừng hiện ra nếu là có lấy thanh âm đặc hiệu hiện tại liền sẽ là tích 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 thanh âm một mực tiếp tục côn bằng quốc sư, ngọc giao thiên quân, đan phượng, bạch trạch chờ một chút ngoại tộc. Còn lại như là dương la, thiên cơ lão nhân, tự vô mệnh chờ một chút bản tộc người, cũng là hết thảy đều tại cho đậu trường sinh gửi đi tin tức. Chỉ cần trải qua thời gian quay lại, đều có thể biết một việc. Dương thần xong đời. Nguyên một đám không dám đi hỏi thần tộc, tự nhiên muốn đến hỏi biết một bộ phận nội tình đậu trường sinh. Dương thần lần này xuống đài, đã là chuyện tất nhiên. Bất luận sau cùng thật đem như thế nào? Hiện nay xuất hiện sự thật, cũng là dương thần cấu kết ngoại tộc, đối với mình đồng bào ra tay. Muốn là giết thành viên bình thường trong tộc, còn có thể có che giấu cơ hội, có thể ra tay người là minh thần, đây chính là thần tộc một tôn tiên thiên thần ma, là thần tộc trường cột, là thần tộc trọng còn cao cấp hơn chiến lực. Cái này thần tộc nếu là không cho minh thần một cái công đạo, không chỉ là minh thần muốn nội bộ lục đục, thần tộc khác thỏ chết hồ buồn, cũng sẽ đối thần tộc mất đi tán thành, dạng này thần tộc lực ngưng tụ hạ xuống, nhân tâm tản, đây chính là muốn sau một vị thần vương xuống đài còn nghiêm trọng hơn sự tình dương thần xuống đài. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Thần tộc là thập đại chủng tộc một trong, hắn thực lực tại thập đại chủng tộc bên trong, là có thể xếp ở vị trí thứ ba. Thậm chí là có thể trùng kích thứ hai, cùng cự nhân tộc thực lực ai mạnh ai yếu, cái này người nào cũng không tốt dự trắc. Dù sao thần tộc nội tình thâm hậu, viễn cổ thời đại cũng là thiên địa bá chủ chủng tộc, cự nhân tộc không có cái này một phần nội tình, song phương bài danh không nhất định chuẩn xác. Công nhận chỉ ở nhân tộc thực lực phía dưới cái này liên quan đến một cái đại tộc lãnh tụ, ảnh hưởng này là thiên hạ đại thế. Dương thần xuống đài về sau, tim thần thượng vị về sau, đây nhất định sẽ đối với vạn tộc cục thế mang đến trùng kích. Cho nên hiện nay đều đối tường tình cực kỳ chú ý, muốn biết cụ thể đi qua. Đậu trường sinh bình tĩnh nhìn thanh đồng kính, nhân tộc một phương thu hoạch được tin tức tuyệt không chậm, tin tưởng giờ phút này không chỉ là nhân tộc, còn lại đại tộc cũng đều biết, một hồi sẽ qua công phu, tiểu tộc cũng sẽ thu hoạch được tin tức. Nhiều người phức tạp, căn bản không có khả năng giữ bí mật đậu trường sinh đơn giản hồi phục lại đến về trước phục nhân tộc sau đó lại hồi phục côn bằng quốc sư bọn họ bất cứ người nào đậu trường sinh đều không có xem nhẹ cứ việc cái này một ít người như là côn bằng quốc sư bọn họ căn bản không đáng tin cậy nhưng nhờ vào đó rút ngắn quan hệ vẫn là có cần phải lần này hợp tác vui vẻ lần tiếp theo có thể lại hợp tác đúng thế cứ việc côn bằng quốc sư bọn họ đều bán rẻ chính mình nhưng đậu trường sinh không có có đạo đức bệnh thích sạch sẽ song phương quan hệ ở chỗ này muốn là côn bằng quốc sư bọn họ một bộ toàn tâm toàn ý vì chính mình cân nhắc đó mới là một kiện quái sự song phương hợp tác không phải liền là lẫn nhau bán tay người nào đoạn cao ai là bên thắng bỏ qua côn bằng quốc sư bọn họ bán chính mình phong ấn minh thần thời điểm côn bằng quốc sư bọn họ xuất thủ đó là không có nửa điểm qua loa là thật phía trên cái này cũng rất không tệ có lần nữa hợp tác tất yếu trái lại muốn là côn bằng quốc sư phong ấn minh thần lúc lo trước lo sau khắp nơi lưu tình Bức bách Đậu Trường Sinh vận dụng dự bị phương án, như vậy bọn họ thì không cần thiết tại lại tiếp xúc. Đậu Trường Sinh không ngừng hồi phục tin tức, một bên quản hàng tiên tử, một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Đậu Trường Sinh. Nhìn lấy Đậu Trường Sinh bóng lưng, cũng không có đi thăm dò xanh trên gương đồng tin tức, cũng không dám đi thăm dò, đương nhiên cái này người bình thường là không cách nào thấy được, thứ này sử dụng, đối với người ngoài là có hạn chế, Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng trông thấy là văn tự, những người khác nhìn thấy cũng là loạn mã. Dương thần đường đường một vị thần vương, một bộ tộc lãnh tụ, trong thiên hạ hiển hách nhất người, lại muốn bị phế. Cho dù là tự mình thấy cảnh ấy, có thể quản hàng tiên tử hiện nay đều có một ít vô pháp tiếp nhận. Phải biết có một cái quyền lực bản xếp hạng, dương thần khẳng định là trên bản có tên, mà lại bài danh tuyệt đối không thấp. Cứ việc thần tộc làm không được, vương giả nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng đây chính là thần tộc A. Chỉ cần thần tộc đủ mạnh, thể lượng cũng đủ lớn, thần vương liền xem như một cái vật biểu tượng, đó cũng là vượt qua tiểu tộc chi chủ. Dạng này hiển hách thần vương, bây giờ ra chuyện quản hàng tiên tử trong nội tâm cũng không thể xác định đây hết thảy đều là đậu trường sinh làm có thể quản hàng tiên tử một mực cùng đậu trường sinh tiếp nhận cũng là phát hiện một hai manh mối lại thêm dương thần sớm không có chuyện muộn không có chuyện ngày này qua ngày khác làm đậu trường sinh đi vào về sau đột nhiên thì ra chuyện quản hàng tiên tử tin tưởng đây hết thảy đều cùng đậu trường sinh cùng một nhịp thở đậu trường sinh không phải phía sau màn hung thủ đó cũng là hậu trường kẻ thúc đẩy một trong cái này một kết quả để quản hàng tiên tử trong lòng phát lạnh Tưởng tượng ngày xưa chính mình mới thấy đậu trường sinh lúc, cố ý lựa chọn đậu trường sinh, cũng là bởi vì đậu trường sinh thực lực nhỏ yếu, có thể cho mình một cái giảm sóc chỗ trống, cái này chí ít tranh thủ mấy ngàn năm thời gian. Dù sao muốn tu thành tiên thiên thần ma, cho dù là tự vô mệnh cũng là muốn 500 năm, đây chính là đi chân long đại thiên mệnh, xem như đi một đầu đường tắt, bình thường tu hành, không có một ngàn năm đặt cơ sở, cái kia là chuyện không thể nào. Nhưng mà này còn là xây dựng ở hết thể thuận lợi tình huống dưới, nửa đường muốn là xuất hiện một số biến cố, thời gian này sẽ càng thêm lâu dài, thậm chí là không cách nào đột phá tiên thiên thần ma. Quảng hàng tiên tử lúc ấy đều không có cân nhắc đậu trường sinh thành tiên thiên thần ma, mà chính là thần ma. Liền xem như thần ma, đó cũng là cần khoảng trăm năm. Thời gian lâu như vậy có thể làm rất nhiều chuyện, có thể quảng hàng tiên tử vạn vạn không có dự liệu được. Đậu trường sinh quật khởi quá nhanh. Cái gì trăm năm? Lúc này mới thời gian mấy năm, Đông Hải chi chiến bên trong, đậu trường sinh liền đã liên giết thần ma, lần này đến thần tộc càng là lợi hại, trực tiếp tham dự lật đổ Dương Thần hành động, bây giờ đã thành công, đem Dương Thần tự thần vương trên vị trí kéo kéo xuống tới. Quản hàng tiên tử càng nghĩ, càng là sợ hãi. Thấy lạnh cả người, đang không ngừng hướng lên bốc lên. Đậu trường sinh mới chừng 30 tuổi, liền đã lợi hại như vậy. Chính mình ý nghĩ ban đầu, thật sự là quá ngây thơ. Giờ khắc này quản hàng tiên tử biết mình 10 phần sai, vốn cho rằng tìm kiếm chính là một cái ăn chay con thỏ, lại là không có dự liệu được, cái này căn bản là một đầu ăn thịt quái thú đang hướng về chính mình mở ra miệng to như chậu máu chờ đợi lấy chính mình hướng về bên trong nhảy thần vương điện trước kia nghị sự thần vương điện tương đối trống trải bởi vì tới đều là tiên thiên thần ma có bế quan người cũng có ra ngoài người du lịch còn có không có hứng thú người cho nên người bình thường đều không đủ bây giờ lần này đông đảo thần ma đi vào trong đại điện đứng đấy một tôn lại một tôn thần ma chúng thần tề tụ tại thần vương điện bên trong bây giờ nhìn lấy ở vào trung ương dương thần từng vị ánh mắt hiện ra thần sắc không đồng nhất có chán ghét, có thể tiếc, cũng có ác ý. Vân vân. Giờ khắc này rút đi thần vương vần sáng về sau, dương thần trong lòng bọn họ địa vị đã trên diện rộng hạ xuống, muốn không phải dương thần thân là trí cường giả, tự thân thực lực cường đại, bây giờ khẳng định có không ít người ác ngữ tăng theo cấp số cộng. Dương thần đảm đương thần vương qua nhiều năm như vậy, khẳng định xử lý không ngừng một việc, trong đó hoặc nhiều hoặc ít sẽ đắc tội một số thần ma. Đây là chuyện tất nhiên, bình thường bọn họ tự nhiên đánh nát hàm răng, hướng về trong bụng nuốt, căn bản không dám phản kháng bây giờ vẫn là không dám phản kháng bất quá không cần ngụy trang thái độ của mình không thích cũng là không thích viêm thần ánh mắt nhìn về phía minh thần cảm nhận được viêm thần ánh mắt về sau minh thần đi về phía trước ra một bước đối với thủy thần thi lễ sau nói ngài là lão tiền bối cũng là tiên vương tín nhiệm nhất lão thần bây giờ thần vương thất đức chính cần ngài chủ trì đại cục thủy thần thoái ẩn nhiều năm sức ảnh hưởng đã trên diện rộng hạ xuống nhưng tại trước mắt cục này thế giới thủy thần sức ảnh hưởng bắt đầu bão tố thăng lên tiên vương lão thần cái này một cái thân phận, bây giờ giá trị con người gấp trăm lần. Nhất là thủy thần thu hoạch được tiên vương tặng cho vạn thần ngọc bội, đây là tiên vương tín nhiệm, giống như cố mệnh đại thần một dạng. Thủy thần cũng không có cự tuyệt, việc nhân đức không nhường ai nói, dương thần cấu kết ngoại tộc, giết hại tộc nhân. Chứng cớ rành rành. Bãi miễn dương thần thần vương vị trí, chư vị có thể diễn tả ý kiến của mình. Thủy thần lời nói rơi xuống về sau, viêm thần dẫn đầu nói, dương thần thân là thần tộc vương giả, có thể giết hại đồng bào, đây là đại tội ta chống đỡ bãi miễn này thần vương vị trí. Viêm thần tỏ thái độ, lập tức thu được một bộ phận thần ma chống đỡ. Đồng ý. Tốt. Có thể. Lộn xộn thanh âm không ngừng vang lên, nhưng ở vào thần vương người trong điện, toàn bộ đều là thần ma, có thể phân biệt ra được là ai mở miệng, mà cũng hiểu phải đồng ý người có bao nhiêu người, sẽ không xuất hiện rối loạn tình huống. Viêm thần thần sắc nhẹ nhõm, chống đỡ bãi miễn dương thần người, đã vượt qua một bán thần ma. Dù là cái này một số thần ma, cũng không phải là toàn bộ, một số tỏa trấn thiên môn, hoặc là còn lại trọng yếu chi địa thần ma cũng không ít, sau đó cũng muốn trưng cầu thái độ của bọn hắn, nhưng ở viêm thần xem ra đã không ảnh hưởng đại cục. Dương thần xuống đài là tất nhiên, như vậy xuống một vị thần vương, đã là viêm thần vật trong túi. Cho nên nhiều như vậy phụ họa người, trong đó có chán ghét Dương thần cái này một loại hành động, có thể cũng không ít muốn hướng viêm thần dựa sát vào, trong này không ít đều là Dương thần kẻ ủng hộ, thậm chí là bọn họ ngày xưa đều là giúp đỡ lấy Dương thần chèn ép viêm thần. Cái này một bộ phận người cũng không ít bây giờ toàn bộ đều đã nhảy phản, muốn nhờ vào đó thu hoạch được viêm thần thông cảm. Viêm thần đối với cái này một số thần ma, chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là tha thứ bọn họ. Người không phải thánh hiền ai có thế không qua. Đây là dễ nghe thuyết pháp, khó nghe một số cũng là thực lực bọn hắn cường đại, mỗi cái đều là thần ma, muốn là chèn ép lời nói, rất dễ dàng để bọn hắn ôm nhau, đoàn kết tại dương thần bên cạnh, đến lúc đó thần tộc sẽ có một cổ lực lượng cường đại phản đối với mình. Viêm thần không phải người ngu, làm sao có thể đi làm chuyện ngu xuẩn như vậy, chính mình cho địch nhân bồi dưỡng tâm phúc cùng người tay. Bây giờ lựa chọn tiếp nhận bọn họ, bọn họ vì lấy được bản thân niềm vui, sẽ chỉ cùng dương thần chia cắt, thậm chí là một số thân mật, vì thoát khỏi dương thần, không chỉ là cắt chém, sẽ còn hướng về dương thần bị cắn ngược lại một cái. Bọn họ đều sẽ là viêm thần áp chế dương thần mạnh mẽ nhất lực lượng. Thiếu niên sự tình hăng hái, trung niên thời kỳ đánh đòn cảnh cáo, bị hiện thực đánh đập mình đầy thương tích, viêm thần đã sớm thành thục, biết chấp trưởng đại tộc, không có khả năng khoái ý ân cừu, tùy ý làm bậy. Viêm thần mấy lần mở miệng, đã cùng chúng thần hòa mình, ngày xưa cái kia một số dương thần kẻ ủng hộ, bây giờ toàn bộ đều bị viêm thần tiếp nạp. Đường Hoàng kéo người, tiếp thu dương thần kẻ ủng hộ, cái này trực tiếp tại thần vương điện bên trong diễn ra. Vô cùng ma huyễn một màn, vậy mà không có ai đi ngăn cản. Tiên Thiên thần ma đều thờ ơ lạnh nhạt, thủy thần cũng đối tình cảnh này ngầm cho phép. Thần tộc chí cường giả bây giờ cũng là bọn họ ba vị, chính mình tuổi già sức yếu, thọ không nhiều, như vậy vùng nắng ấm thần xuống đài về sau, Tất nhiên là Viêm thần thượng vị. Đến mức lựa chọn còn lại Tiên Thiên thần ma, đó là không có khả năng. Thần tộc là đại tộc, đảm đương nhất tộc chi chủ, không có chí cường giả thực lực, ngươi căn bản không có cạnh tranh tư cách. Hiện nay thời gian quá sớm, muốn là lại có một thời gian 2000 năm, Lôi thần liền có thể trưởng thành, trở thành một tên chí cường giả, đến lúc đó cũng không phải là Viêm thần nhất gia độc đại. Nhưng rất đáng tiếc, bây giờ Lôi thần không tranh nổi Viêm thần. Thủy thần ngầm thừa nhận tình cảnh này, là bởi vì Dương thần xuống đài tất nhiên đối thần tộc tạo thành trùng kích đối vạn tộc cũng tạo thành ảnh hưởng rất lớn thần tộc không thể tại loạn cho nên giải quyết dứt khoát xác định một vị người thừa kế đây là chuyện tất nhiên mà viêm thần làm cũng bất quá lửa bây giờ liền xem như trực tiếp ngồi lên dương thần vị trí thủy thần đều nhận vì lợi ích của quốc gia dân tộc mà nhường nhịn nhau đại cục làm trọng bất quá viêm thần rất rõ ràng không có trương cùng cái này đã tập cách được xưng tụng rất tốt không nên xem thường điểm này từ xưa đến nay vốn là khiêm tốn nạp dáng người làm đại quyền trong tay về sau, liền bắt đầu cố chấp bảo thủ lên, rốt cuộc nghe không vô khuyên ca người nhiều vô số kể. Thậm chí là có không ít người, tại sự tình không có có hết thảy đều kết thúc trước, cũng đã bắt đầu chúc mừng. Kẻ ủng hộ hơn phân nữa, từ hôm nay trở đi, Dương thần cũng không tiếp tục là thần vương. Thủy thần lời nói, rất to trắng, không nói gì thêm cao thâm lời nói, nhẹ nhàng một câu, liền đã cách đi Dương thần thần vương vị trí. Dương thần ánh mắt lấp lóe, mặt không biểu tình, đối với tình cảnh này, hiển nhiên là trong lòng hiểu rõ bây giờ bề ngoài nhìn không ra bất kỳ phản ứng đến, có thể dương thần trong nội tâm, đã nhấc lên sóng to gió lớn, một cổ sát cơ ngay tại dựng dục. Hận ý cùng sát cơ, không ngừng lôi cuốn cùng một chỗ, chính đang không ngừng đánh thẳng vào dương thần lý trí. Lần này cắm. Bị viêm thần hố. Đây là dương thần vô pháp tiếp nhận sự tình, có thể hiện thực tàn khốc, để dương thần nhất định phải tiếp nhận. Viêm thần, ế minh, cái này đã lên dương thần sổ đen. Đây là dương thần hận nhất người, đồng thời lần chờ đợi rồng rã đậu trường sinh, minh thần, quân bằng quốc sư, ngọc giao thiên quân bọn họ. Viêm thần là hậu trường chủ hung, tế minh trước mặt mọi người phản bội chính mình, đây là dương thần hận nhất. Dương thần khắc chế nội tâm tâm tình, từ trở lại thần vương điện về sau, lần đầu mở miệng nói, ta sẽ tự phong tại dương thần điện, không phải thần tộc có lật úp tai họa, tuyệt đối sẽ không bước ra một bước. Dương thần sau khi nói xong, cũng không chờ bọn họ hồi phục đồng ý, biến thành một đạo lưu quan, đã hướng đi ra thần vương điện. Trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Thủy thần thu hồi nhìn chăm chú ánh mắt, nhìn về phía viêm thần nói, tự phong dương thần điện, loại này trừng phạt có thể chứ. Viêm thần ánh mắt lấp lóe, rất muốn làm rơi dương thần, nhưng sau cùng thỏa hiệp nói, có thể. Minh thần không có ra chuyện, đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Cho nên cái này một loại trừng phạt đầy đủ. Viêm thần trầm mặt một hai về sau, mới tiếp tục nói. Không thể xuất hiện người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng sự tình. Thần tộc cần một vị trí cường giả. Thủy thần cười, hài lòng nói, hết thảy thì theo. Bệ hạ, chương 735, Dương Thần muốn phục hồi. Tự trở về về sau, cung bằng quốc sư thì đứng ngồi không yên. Đây không phải thấp thỏm trong lòng, mà chính là quá mức quan tâm thần vương điện phát sinh sự tình. Đối với trận này thần tộc kinh biến, cung bằng quốc sư muốn trước tiên thu hoạch được tin tức, sau đó đem tin tức lan truyền cho trong tộc. Hiện nay vì chuyện này, Hoàng đã theo bế quan bên trong đi ra, bắt đầu ở trong tộc chờ đợi tin tức. Lần này Hoàng bế quan, là lần trước vận dụng bất hủ thần binh công bằng phủ hậu di chứng, bây giờ thiên địa linh cơ đê mê, cố vận dụng bất hủ thần binh, đều sẽ phải gánh chịu bất hủ thần binh phản vệ. Vốn cho rằng lần này bế quan, sẽ đem thương thế trị liệu tốt, hoặc là vạn tộc đại chiến bạo phát, côn bằng hoàng mới xuất quan. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, vừa mới qua đi 6 năm tả hữu thời gian, thì theo bế quan bên trong đi ra. Lần này thần tộc kinh biến, gần với vạn tộc đại chiến. Cho dù là côn bằng hoàng, cũng không thể coi thường. Ai dám không nhìn thần tộc chi chủ, mắt thấy thần tộc thần vương thay đổi, tân nhiệm thần vương muốn xuất hiện. Đối với vạn tộc ảnh hưởng rất lớn, thần tộc cho dù là một mực bảo trì trung lập, có thể đây không phải vạn tộc đại chiến muốn bạo phát, tân thần vương thượng vị về sau, phải chăng còn sẽ duy trì hiện trạng, vẫn là sẽ tích cực chủ động, bắt đầu tìm kiếm minh hữu kết minh. Loại trước còn tốt, muốn là loại sau, như vậy đối vạn tộc trùng kích quá lớn. Ngoại giao cũng muốn thuận thế điều chỉnh, quan trọng nhất là, công bằng tộc phải chăng muốn cùng thần tộc kết minh. Công bằng quốc sư thở dài một hơi. Một đôi mắt bên trong lộ ra sợ hãi. Tuyệt đối không ngờ rằng, lần này mưu hại dương thần, sau cùng vậy mà lại thành công. Cái kia mười phần đạo nguyên, hoàn toàn cũng là vu khống. Công bằng quốc sư cũng không cho rằng sẽ thành công, đây chính là dương thần, một bộ tộc chi chủ, muốn là tùy tiện liền có thể làm cho đối phương suy sụp, sớm đã có người làm được. Có thể cái này một loại chuyện bất khả tư nghị, hết lần này tới lần khác bị đậu trường sinh hoàn thành. Công bằng quốc sư trong nội tâm đối đậu trường sinh kiên kỵ, lần này nghe tin chạy đến là đến đúng rồi. Nếu là không đến, chỉ là tin đồn, Chỗ nào có thể biết Đậu Trường Sinh lợi hại. Không tận mắt nhìn đến, ai có thể hiểu được Đậu Trường Sinh có thể phá vỡ thần tộc. Không khách khí mà nói, Đậu Trường Sinh một người tương đương với thiên quân vạn mã. Lần này liền xem như đến 5, 6 vị tiên thiên thần ma, cũng không có khả năng để Dương thần xuống đài, có thể hết lần này tới lần khác Đậu Trường Sinh nương tựa theo sức một mình làm được. Nhân tộc. Thiên tài thật sự là nhiều lắm. Trước có tự vô mệnh, sau có Đậu Trường Sinh. Bất quá tin tức tốt duy nhất là Đậu Trường Sinh chết một lần tương lai muốn là bất hủ thời đại mở ra lời nói đậu trường sinh muốn tụt lại phía sau cái này bao nhiêu là một cái an ủi dù sao bất hủ thời đại cái gì thời điểm mở ra còn không biết đâu nhưng có cái này một cái an ủi về sau đối đậu trường sinh kiên kỵ thì bất tri bất giác giảm xuống đậu trường sinh cũng không phải thần làm không được tính toán không bỏ sót toàn trí toàn năng vẫn còn nhận biết giới hạn bên trong đậu trường sinh quá lợi hại côn bằng quốc sư không ngừng tán thưởng lên cho dù là rất nhiều nơi không nghĩ ra có thể kết quả cuối cùng ở chỗ này. Đột nhiên, Côn Bằng Quốc sư sững sờ. Côn Bằng Quốc sư đã thu được thần vương điện nghị sự kết quả. Dương thần xuống đài, bị cầm tù tại Dương thần điện bên trong, trừ phi là thần tộc tao ngộ lực cốt đại họa, không phải vậy cả đời không thể đi xuất Dương thần điện một bước. Dương thần điện, vùng này không nhỏ, đã tương đương với nhân tộc một chỗ đại châu, hơn nữa còn là phía trên châu. Đối với người bình thường mà nói, cầm tù tại nhất châu chi địa bên trong, đây quả thực cùng không có trừng phạt một dạng, bởi vì bọn hắn cả đời cũng sẽ không rời đi sinh dưỡng chi địa đối với võ giả mà nói cũng giống vậy nhất châu chi địa đầy đủ võ giả tung hoành có thể đây đối với thần ma thì nhỏ đối tiên thiên thần ma càng nhỏ hơn một tôn thần ma sân khấu cũng là nhất tộc chi địa mà tiên thiên thần ma là vạn tộc là thiên hạ dạng này trừng phạt đã rất nghiêm trọng dù sao minh thần không có tử vong nghiêm ngặt mà nói thần tộc đến bây giờ còn không có gì tổn thất quá lớn mất cũng chính là quay lại thời gian phải bồi thường một số tư nguyên nhưng tổn thất kia có thể tại địa phương khác tìm trở về, nói thí dụ như là phục kích minh thần thành viên. Cho dù là dương thần là chủ mưu, nhưng bọn hắn đến cùng động thủ, một cái tòng phạm là vô luận như thế nào cũng đào thoát không rơi. Thần tộc thật biến thiên. Công bằng quốc sư dường như cảm nhận được đập vào mặt gió tanh mưa máu. Vạn tộc đại chiến dấu hiệu, bây giờ là càng rõ ràng. Một trận phúc địa chi tranh, chết một tôn tiên thiên thần ma, phía sau đông hải chi chiến, liền chết thần ma, lần này thần tộc kinh biến, trước trước sau sau từng cọc từng cọc, từng kiện từng kiện không có có một chuyện là nhỏ cái này còn không có đi tính toán yêu tộc qua hoàng sự kiện chờ một chút đó cũng là chết thần ma ngày xưa trên trăm năm đều không nhất định chết một tôn thần ma nhưng hôm nay thần ma vẫn lạc như mưa dường như không cần tiền một dạng cái này một loại kịch liệt biến hóa toàn bộ đều là cùng một người có quan hệ đậu trường sinh công bằng quốc sư không thể không suy nghĩ một việc lần này vạn tộc đại chiến đổi thành thượng của tiên đạo thời kỳ sẽ dùng kiếp số đến xưng hô Mỗi một lần đại kiếp xuất hiện, đều sẽ có ứng kiếp chi nhân, bọn họ bị thiên đạo lọc mắt xanh, làm việc không có gì bất lợi. Chỉ cần cùng ứng kiếp chi nhân đối nghịch, hết thảy đều không có kết cục tốt, nhẹ thì trọng thương ngã gục, nặng thì hủy nhà diệt tộc. Công bằng quốc sư đối với thượng cổ tiên đạo thời kỳ ghi chép kiếp số nói chuyện, vốn là khịt mũi coi thường, trong nội tâm căn bản không tin tưởng. Dù sao bây giờ thời đại khác biệt, thượng cổ cái kia một bộ, bây giờ đã không nổi tiếng. Tiên đạo xuống dốc, võ đạo quật khởi, đây chính là bằng chứng có thể đậu trường sinh đủ loại biểu hiện, lại là để côn bằng quốc sư không thể không cân nhắc, là không phải là bởi vì thiên địa linh cơ khôi phục, thượng cổ bất hủ kim tiên không ngừng xuất hiện, cái này thượng cổ tiên đạo kiếp số nói chuyện, có phải hay không đã bắt đầu có tác dụng. Giờ phút này liên quan đến lấy thần vương điện người, cũng không chỉ côn bằng quốc sư một vị, Đan phượng, bạch trạch, ngọc giao thiên quân, khỉ bàn tử chờ một chút, toàn bộ đều đang chăm chú. Khi hiểu được tin tức về sau, lập tức bắt đầu truyền tin, đem tin tức truyền về đến bản tộc. Từ đó tin tức bắt đầu khuếch tán, một số chủng tộc cũng thu được tin tức, không lớn chỉ trong chốc lát, cũng đã là vạn tộc đều biết. Trong lúc nhất thời, tin tức bay đầy trời. Tin tức nhiều, cũng rất dễ dàng sai lệch, đến sau cùng không biết bao nhiêu nói hoa tin tức đại hành kỳ đạo. Tin tức thật thật giả giả, giả giả thật thật, không ngừng tại vạn tộc khuếch tán. Cho dù là không ít người biết đây là giả, nhưng vẫn như cũ tràn đầy phấn khởi, thu hoạch lấy chỗ có tin tức. Một đạo lưu quang, trong nháy mắt rơi xuống. Hư huyễn quang môn vần quanh, không ngừng bắt đầu tán loạn lộ ra bên trong thần sắc ảm đạm dương thần. Một lần nữa về tới dương thần điện trước, dương thần đẩy ra đại điện môn, đi vào đại điện về sau, dương thần vung tay lên, đem tất cả nô bộc cùng thần điện vệ sĩ toàn bộ đều đuổi đi, ngắn ngắn không tới thời gian một phút bên trong, dương thần đã đem người xua tan. Đây là dương thần tự mình xuất thủ, vận dụng thủ hộ đại trận kết quả. Dương thần điện trống trải xuống tới, hiện nay chỉ có dương thần một người. Dương thần độc thân ngồi ngay ngắn bậc đá phía trên, nhìn về phía trước nguy nga đứng sừng sững đại điện. Một đôi mắt, nổi lên băng lãnh cùng sát ý. Bây giờ trở lại đạo trường của chính mình, mở ra thủ hộ đại trận, không còn có ngoại nhân thăm dò, dương thần rốt cục không tại ngụy trang. Ra đi. Dương thần thanh âm lãnh khóc vang lên. Thanh âm băng lãnh, giống như mùa đông khắc nghiệt lạnh thấu xương thổi quát hàng phong. Có thể đóng băng hết thảy, băng phong thiên địa. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân không ngừng truyền ra, một đạo hư huyển hình bóng, đã chậm rãi đi ra, đi tới trước đại điện mới, vừa vặn ở vào dương thần trước mặt, hơi hơi cúi đầu cùng ngồi ngay ngắn ở trên thềm đá dương thần đối mặt. Đậu trường sinh. Ngươi là đến cười nhạo ta. Đậu trường sinh ý chí hóa thân, cảm thụ được đập vào mặt khí thế, sôi trào sát ý, giống như là trường gian sông lớn một dạng sôi trào mãnh liệt, không ngừng đánh thẳng vào chính mình. Dương thần cho mình trả lời cơ hội, muốn là không thể để dương thần đầy ý, như vậy đạo này ý chí hóa thân, đem về triệt để bị xóa đi, đây cũng là dương thần không tại ngụy trang duyên cớ, chỉ cần ý chí hóa thân chết rồi, tin tức thì lan truyền không đi ra. Đậu trường sinh cung cung kính kính thi lễ nói, ta làm sao có thể đến xem dương thần tiền bối chê cười, vãn bối đến đây gặp dương thần tiền bối, là muốn cùng dương thần hợp tác. Dương thần cười lạnh nói, hợp làm cái gì? Hợp tác cùng một chỗ lật đổ viêm thần, dìu ta thượng vị. Đậu trường sinh gật đầu nói, không tệ. Cũng là hợp tác dương thần tiền bối phục hồi một chuyện. Dương thần nở nụ cười, buồn cười âm thanh rất lạnh, phản phất là băng tuyết hóa thân một dạng, thanh âm lạnh lùng vang lên nói, cây đổ bầy khỉ tang tường đổ mọi người đẩy ta tại thần vương điện bên trong, mọi người vứt bỏ ta mà đi, được xưng tụng là chúng bạn xa lánh. bọn họ đều đi định ngọc viêm thần, đi chống đỡ viêm thần. ngươi người này, hết lần này tới lần khác phản kỳ đạo cơ quan, vậy mà chủ động tới gặp ta. đậu trường sinh miễn cười nói, bọn họ là dệt hoa trên gấm, đây đối với viêm thần tiền bối mà nói, căn bản không có bao nhiêu tác dụng. cho dù là nói thiên hoa loạn trụy, nói cho dù tốt, cũng lấy được không chiếm được viêm thần tiền bối tín nhiệm. mà ta tương trợ dương thần tiền bối, đây chính là đưa thang khi có tuyết vùng nắng ấm trước thần bối phục hồi sau khi thành công tin tưởng tuyệt đối sẽ không keo kiệt bảo vật cùng cao vị dương thần nổi lên không sai chầm chậm mở miệng nói ngươi là cho rằng viêm thần kẻ ủng hộ nhiều lắm trong đó không chỉ là có thần ma liền xem như tiên thiên thần ma cũng không ít ngươi ném ngang nhiên xông qua về sau căn bản sẽ không trở thành viêm thần tâm phúc sẽ bị bài xích ở hạch tâm ngoài vòng tròn cái này không cách nào thu hoạch được tốt đẹp nhất chỗ cho nên ngươi tìm đến ta đậu trường sinh cười không nói cứ việc không có mở miệng nhưng đã chấp nhận cũng là cái này một cái ý tứ. Dương thần thu liễm sát cơ, ánh mắt thâm thúy nhìn lấy Đậu Trường Sinh, trầm giọng mở miệng nói, đã sớm biết ngươi đổ tính chất cực lớn, có thể vạn vạn nghĩ không ra, ngươi vậy mà dám làm như thế. Ta lần này bại, cũng là có ngươi một phần lực, ngươi trái lại muốn trợ giúp ta, không sợ ta đối với ngươi ghi hận trong lòng, bây giờ chỉ là cùng ngươi lá mặt lá trái, đợi đến phục hồi sau khi thành công, trực tiếp lựa chọn tá ma giết lừa. Đậu Trường Sinh thản nhiên nói, sợ. Đương nhiên sợ. Đây là hiện thực bất kỳ tình huống gì đều sẽ xuất hiện. Nhưng ta tin tưởng dương thần tiền bối vì thần vương, là có dung người chi lượng. Mà lại bây giờ ta có thể đến giúp dương thần tiền bối, tương lai tự nhiên cũng được, chúng ta không cần thiết xung đột, đây là hợp tác cùng có lợi sự tình. Ta không giống như là viêm thần, cùng dương thần tiền bối đường xung đột, ta bây giờ muốn tại nhân tộc ẩn nút, tương lai trên cơ bản phần lớn thời gian đều tại nhân tộc, thần tộc sự tình rất thiếu quản lý, đợi đến tiên thiên thần ma về sau, trọng tâm mới có thể dời về tới. Dương thần tán thành nói, chúng ta không phải một thế hệ đây là hợp tác cơ sở ngươi liền xem như mưu cầu thần vương vị trí làm ngươi tích lũy công huân thành lập danh vọng đột phá tới tiên thiên thần ma cái này đã không biết bao nhiêu năm sau tại trong lúc này còn có một trận vạn tộc đại chiến dương thần thần sắc nghiêm túc lên trịnh trọng nói ta có thể cho ngươi cam đoan chỉ cần ngươi không phụ ta ta đương nhiên sẽ không phụ ngươi chỉ cần chúng ta hợp tác ta có thể phục hồi thành công tương lai tự nhiên muốn cùng ngươi cùng hưởng phú quý lập ngươi vì đời sau thần vương Đậu Trường Sinh cười to nói, ta tự nhiên tin tưởng Dương Thần Tiền Bối. Cho nên lần này chuyên môn vì Dương Thần Tiền Bối hiến kế mà đến. Dương Thần ánh mắt sáng ngời, đã tới hào hứng, phun ra một chữ nói, nói. Đậu Trường Sinh đưa tay một chỉ, cho dù là có thủ hộ đại trận cách trở, nhưng bầu trời phía trên vị trí, y nguyên có thể trông thấy không ngừng ấp ủ lôi đình, còn có thỉnh thoảng vang lên tiếng oanh minh. Ngày xưa Dương Thần Tiền Bối vì thần vương lúc, kiên kỵ nhất cũng là viêm thần. Viêm thần giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, ở vào dương thần tiền bối một thước bên trong, hoặc là dẫn cung không phát mũi tên. Cái này đều thời thời khắc khắc uy hiếp dương thần tiền bối, ngày ngày xuống tới, này lại để dương thần tiền bối đối bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều là như có gai ở sau lưng. Đối với dương thần tiền bối tinh thần áp lực cực lớn, đến mức phạm phải sai lầm lớn, viêm thần lúc trước làm sự tình, chúng ta tự nhiên có thể bắt chước. Lôi thần tiền bối khoảng cách đột phá chỉ có cách nhau một đường, chỉ cần dương thần tiền bối tương trợ hắn một chút sức lực, để lôi thần tiền bối hoàn thành đột phá, lấy lôi thần tiền bối uy vọng cùng thực lực, viêm thần khẳng định kiên kỵ. Đại thanh tẩy phát động sắp đến, sau đó chinh phạt ngũ hành tộc, cái này vốn là là viêm thần tiền bối sự tình, bây giờ viêm thần tiền bối trở thành thần vương, tự nhiên không thể làm, thần tộc là đại tộc, sẽ không từ thần vương tự thân lên trận. Thần vương muốn tỏa trấn phía sau, chủ trì đại cục. Lúc này có thể cho lôi thần tiền bối trở thành đại tướng quân, loại này tất thắng không thể nghi ngờ chiến đấu, làm lôi thần tiền bối khải hoàng về sau, vì thần tộc thu được chỗ tốt cùng lợi ích, hy vọng tất nhiên tăng nhiều song phương mâu thuẫn cùng tranh chấp, một cách tự nhiên thì xuất hiện. Cái nào sợ lôi thần tiền bối không muốn tranh, có thể kỳ uy nhìn tăng trưởng, tự động thì xâm phạm thần vương quyền hành. Lúc này, lại xuất hiện một lần minh thần mất tích án. Sau cùng hung thủ là lôi thần tiền bối. Dương thần tiền bối ngươi nói sẽ có hiệu quả gì? Dương thần bỗng nhiên đứng dậy, đứng tại trên bậc thang, ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên đậu trường sinh. Sói con, thật sự là một cái sói con. Câu câu đều là nhắm người mà vệ hung ác chi ngôn nhưng mình thích nhất là sau cùng minh thần mất tích án cái này có thể nói là vẽ rồng điểm mắt chi bút minh thần lại mất tích một lần hung thủ là lôi thần cái này rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến lần này minh thần mất tích án hai lần sự kiện về sau đều là viêm thần được lợi cái này sẽ cho người theo bản năng cho rằng chính mình có phải hay không bị viêm thần cho hãm hại nhất là chính mình quay lại thời gian một chuyện ở trong đó vốn là có điểm đáng ngờ nơi nào có hung thủ chính mình cung cấp chứng cớ trước sau hô ứng một chút không dám nói để viêm thần xuống đài có thể tuyệt đối có thể đem chính mình theo dương thần điện bên trong mời ra lần nữa khôi phục tự do chi thân lôi thần cứ việc chỉ kém một đường có thể cái này như là rảnh trời đột phá tới chí cường giả ít nhất phải thời gian ngàn năm một bước này trong thời gian ngắn vượt qua qua thật sự là quá khó khăn đậu trường sinh trong lòng cười lạnh lòng tham chưa đủ gia hỏa cái này là muốn để lôi thần lập tức đột phá từ đó đi tranh giành thần vương vị trí đem kế hoạch sớm thừa dịp nhiệt độ giảm xuống chính mình phục hồi độ khó khăn. Việc này có thể nói, nhân tộc tự có bảo vật. Nhưng ngài. Thêm tiền. Chương 736, Kim Đậu, lấy tiền không làm việc. Đánh vỡ một lần cực hạn. Đến gần vô hạn tại bất hủ thần ma. Đây chính là trí Chí cường giả. Muốn là tại thượng của tiên đạo thời kỳ, cái này từng vị trí cường giả, không dám nói trăm phần trăm đột phá tới bất hủ, nhưng cũng tuyệt đối có bảy tám thành nắm chắc. Bây giờ Linh cơ đê mê, muốn so thượng của thời kỳ tu hành khó khăn đâu chỉ gấp 10 lần, cho nên bất luận một vị nào có thể đánh vỡ cực hạn, đến gần vô hạn bất hủ thần ma người, toàn bộ đều là bất hủ hạt giống. Lôi thần thực lực cường đại, đã rất gần chí cường giả, cũng chỉ là kém một đường mà thôi. Nhưng chính là cái này một đường, đã thể lôi thần hàng trăm hàng ngàn năm, mà tương lai cũng sẽ lại có 1,800 năm mới có thể đột phá. Cái này một cái đột phá thời gian, đúng lúc cũng là mới cũ giao thế thời điểm. Thần tộc có thể sẽ có bốn tôn chí cường giả, nhưng cái này một cái thời gian không sẽ kéo dài quá lâu, thủy thần liền sẽ thọ hết chết già, tiếp tục duy trì ba tôn chí cường giả, tương lai sẽ còn có thần tộc đột phá. Nhiều thì ba tôn, ít thì hai tôn. Đây chính là thần tộc chỗ cường đại. Như là long tộc chỉ có hai tôn chí cường giả, cho dù là mới cũ giao thế, tối đa cũng là ba tôn, mà trong khoảng thời gian ngắn sẽ một lần nữa biến thành hai tôn, có lúc khả năng cũng chỉ có một tôn chí cường giả. Đây là bình thường tình huống, muốn là mới cũ giao thế lúc, không chí cường giả xuất hiện, như vậy thì là vận dụng nội tình, đi cứng rắn đẩy ra một vị trí cường giả. Thập đại chủng tộc tiên thiên thần ma muốn duy trì 10 tôn tả hữu, có thể thiếu một tôn, hai tôn miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận, nhưng ba tôn liền không khả năng, nhưng mà này còn là trên mặt nổi, âm thầm bên trong khẳng định phải ẩn tàng một hai tôn, thực lực chân chính ít nhất là 10 tôn tiên thiên thần ma. Cho nên muốn để lôi thần đột phá trở thành trí cường giả, cái này cũng không phải là không được. Muốn là giờ phút này dương thần cùng viêm thần bên trong một vị ra chuyện, lại có thủy thần thọ hết chết già, thần tộc chỉ có một vị trí cường giả, như vậy tất nhiên sẽ không tiếc hết thảy, đi trợ giúp lôi thần hoàn thành đột phá. Cái này một ví dụ, đổi thành nhân tộc cũng áp dụng. Giống như là Dương La cùng tự vô mệnh, toàn bộ đều là trí cường giả sau bổ, làm trí cường giả đầy đủ thời điểm, bọn họ sẽ bằng vào chính mình đi nỗ lực đột phá, làm nhân tộc khuyết thiếu trí cường giả về sau, bọn họ có thể vận dụng nội tình đột phá. Đại tộc nội tình thâm hậu, thì thể hiện tại nơi này, không chỉ là có đầy đủ tư nguyên, có thể đột phá người cũng không ít. Hai người này thiếu một thứ cũng không được, có một ít tiểu tộc có người không có tư nguyên, hoặc là có tư nguyên không ai. Dương thần ý tứ chính là muốn để lôi thần đột phá. Đậu Trường Sinh trực tiếp đáp lời, ý tứ cũng rất rõ ràng, có thể mượn nhờ nhân tộc quan hệ, mình có thể vận doanh một chút, nhưng muốn để lôi thần đột phá bất hủ tư nguyên, vậy khẳng định phải hao phí trọng kim. Bình thường giá cả. Đó là không có khả năng. Loại này tư nguyên toàn bộ đều là có tiền mà không mua được. Ngươi liền xem như tăng giá cũng mua không được cho nên đậu trường sinh cho dương thần tăng giá mua sắm cái này cũng đã là đối dương thần cực lớn ủng hộ đương nhiên loại này bất hủ tư nguyên đậu trường sinh phí tổn một phen tâm lực trên dưới bôn tẩu không phải là không thể thu hoạch được so sánh với một phần bất hủ tư nguyên đổi lấy trong thần tộc loạn tin tưởng khẳng định có thể tìm tới người mua nhưng lần này đậu trường sinh không có ý định làm việc chính là muốn lấy tiền không làm việc không khó làm một phía dưới nào đó đậu hắn không biết mình tốt mà lại chính mình cũng không tính là hố hắn có thể mua sắm một phần bất hủ tư nguyên, dương thần phí tổn đại giới khẳng định trọng đại. Cho dù là bất hủ tư nguyên cũng chia đủ loại khác biệt, có thể làm cho người đánh vỡ một lần cực hạn, đây nhất định là vô cùng trân quý, không phải phổ thông bất hủ tư nguyên có thể so sánh. Đen cái này một khoản tư nguyên, đối bản thân không có dùng, như vậy trở về đem nhiều năm tích lũy cùng một chỗ xử lý sạch, nhị thập bát túc tinh đại trận cũng liền gom góp. Chính mình chân thực cũng là vì nào đó đậu tốt, có chút hậu di chứng. Rất bình thường đi. Đậu trường sinh bình thản ung dung, bình tĩnh chờ đợi tới. Tương trợ lôi thần đột phá, đây không phải một chuyện nhỏ. Cần muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Đây cũng chính là dương thần, muốn là đổi thành lôi thần, đậu trường sinh sách cũng sẽ không sách, thì lôi thần một cái kia quỷ nghèo, muốn là có bản lĩnh này, sớm liền trở thành trí cường giả. Mà dương thần thì lại khác, tuy nhiên bây giờ không phải thần vương, có thể dương thần đảm đương thần vương nhiều năm như vậy, chung quy là có thể để dành đến một số của cải. Thời đại này, làm quan nơi nào có nghèo. Thời gian từ từ trôi qua trong nháy mắt một lúc lâu sau. Đậu trường sinh bất động như núi, cái này trong vòng một canh giờ, đậu trường sinh giống như một loại pho tượng, cho dương thần một loại dường như mình có thể ngồi đến thiên hoang địa lão cảm giác. Đậu trường sinh ôm lấy lấy tiền không làm việc thái độ, bất luận là thành công cũng tốt, vẫn là thất bại cũng được, đậu trường sinh đều có thể tiếp nhận, loại này vô dục vô cầu tâm thái, tự nhiên là vững vàng ép một cái. Ngược lại dương thần suy nghĩ nhiều, nhất là muốn cải biến hiện trạng, cái này có nhu cầu, tự nhiên cũng rất dễ dàng bị người nắm giống như lừa đảo một dạng, người nếu là không lòng tham, liền không khả năng mắc lừa. Chỉ cần tham niệm cùng một chỗ, người thông minh đến đâu, cũng chơi không lại người ta, bọn họ thế nhưng là chuyên nghiệp. Lại là một phút sau. Dương thần rốt cục nhịn không được, ánh mắt nhìn về phía đậu trường sinh, đậu trường sinh cái này một phần dưỡng khí công phu, thật là rất kinh người. Dương thần trầm giọng mở miệng nói, nhân tộc có thể cho phép giao dịch loại này trân quý bất hủ tư nguyên. Phải biết tư nguyên cũng chia đủ loại khác biệt, loại này có thể tương trợ đánh vỡ cực hạn, hoàn thành cảnh giới đột phá, khẳng định là trân quý nhất. Cái này một phần bất hủ tư nguyên, cho dù là thập đại chủng tộc cũng không thế không nhìn. Khẳng định nghiêm ngặt trong giữ, cự tuyệt giao dịch. Đậu trường sinh nở nụ cười, ông Hòa mở miệng nói, trực tiếp giao dịch loại này trân quý bất hủ tư nguyên, đương nhiên là không được. Bởi vì cái này dính đến một tôn trí cường giả, ai sẽ đi tư địch, có thể dương thần tiền bối không cần lo lắng, hiện nay tình huống đặc thù, dùng một phần bất hủ tư nguyên loạn thần tộc, tin tưởng nhân tộc thì nguyện ý. Không chỉ là nhân tộc, liền xem như còn lại côn bằng tộc tam túc kim ô chờ một chút ai sẽ nguyện ý trong thấy viêm thần tiền bối trực tiếp thượng vị muốn là ra lôi thần tiền bối cái này một cái người cạnh tranh thần tộc sẽ tiếp tục loạn đi xuống cái này vạn tộc đại chiến bạo phát sắp đến chuyện này đối với bọn hắn là một chuyện tốt nhất là bọn họ còn không phải trắng uổng phí tư nguyên mà chính là giao dịch bàn về đến giá trị là muốn vượt qua chung quy là không lỗ chỉ cần dương thần tiền bối đem sự tình giao phó cho ta ta nhất định cho dương thần tiền bối làm thật xinh đẹp. Đậu Trường Sinh lời nói đến tận đây, lại là im bặt mà dừng, dừng lại một hai cho Dương Thần suy nghĩ thời gian, ước chừng một phút sau, Đậu Trường Sinh mới lại mở miệng nói, chỉ cần Dương Thần tiền bối có thể phục hồi thành công, điểm này tổn thất tính là cái gì? Đến lúc đó tự nhiên thu hoạch được 3 năm lần hồi báo. Đương nhiên muốn là Dương Thần tiền bối cảm nhận được khó xử, như vậy chuyện này tự nhiên coi như thôi. Còn mời Dương Thần tiền bối đánh tan ta đạo này ý chí hóa thân, tiêu trừ phương diện này trí nhớ, coi ta chưa có tới, chúng ta song phương chưa bao giờ tiếp xúc đậu trường sinh tại khích tướng rất thô thiển mưu kế nhưng hiệu quả hiệu quả nhanh chóng bởi vì vùng nắng ấm thần mở miệng một khắc này dương thần liền đã tâm động tất cả chần chờ cùng do dự đó bất quá là đang tìm kiếm thuyết phục lý do của mình thôi dương thần con ngươi hiện ra dứt khoát chi sắc trầm giọng mở miệng nói ta đồng ý ta kế thừa thần vương vị trí cũng thu được tiên vương di sản cái này một phần tài phú là tiên vương truyền thừa cho ta không cần truyền cho viêm thần tiên vương tài phú trong đó có một bảo bình vì tiên thiên nhất khí bình trong bình tự thành một giới, mỗi hơn một năm một luồng tiên thiên chi khí. Tiên thiên nhất khí bình đã vạn năm chưa từng mở ra, bên trong có vạn sợi tiên thiên chi khí, cái này đủ để cho người nghịch phản tiên thiên, đi đột phá tới tiên thiên thần ma. Đậu trường sinh lắc đầu nói, cái này tiên thiên nhất khí bình bên trong tiên thiên chi khí, có giá trị không nhỏ, nhưng đối với thần ma hiệu quả cực lớn, đối tiên thiên thần ma hiệu quả giảm mạnh, xem như cũng không tệ tiên thiên tư nguyên. Muốn là đem tiên thiên nhất khí bình tính cả, cũng không đủ. Dương thần gật đầu nói, tiên thiên nhất khí bình muốn là chỉ sinh ra tiên thiên chi khí như vậy tự nhiên là không đủ có thể tiên thiên nhất khí bình từ thượng của tiên đạo thời kỳ thiên tôn luyện chế trong đó diệu dụng phi phàm tự nhiên không ngừng cái này một loại hiệu quả tiên thiên nhất khí bình bên trong tiên thiên chi khí có thể thôn vệ linh khí diễn sinh một năm có thể sinh ra một luồng cái này vượt xa khỏi động thiên có thể còn có thể tốc độ tăng lên chỉ cần tiên thiên nhất khí bình thôn vệ đại lượng tư nguyên tự động diễn hóa xuất tiên thiên chi khí dương thần ánh mắt thâm thúy lên thâm ý sâu sắc nói, thậm chí là không trân quý tư nguyên, sinh linh cũng có thể. Đậu trường sinh tự động không thèm đếm xỉa đến dương thần ánh mắt, bắt đầu cẩn thận tính toán nói, muốn là như thế, tiên thiên nhất khí bình giá trị cực lớn biên độ tăng trưởng, điều này có thể tương đương với bất hủ tư nguyên. Nhưng còn kém một chút. Cứ việc tiên thiên chi khí chỉ là tiên thiên thần ma tầng thứ tư nguyên, nhưng không ngăn nổi tiên thiên chi khí đủ nhiều. Mà tiên thiên chi khí tác dụng rất nhiều, đây là một loại vô cùng rộng khắp tư nguyên, còn lại tạm dừng không nói, cơ bản nhất một loại cũng là nghịch phản tiên thiên, đột phá tiên thiên thần ma phải dùng. đây đối với cá nhân không hữu hảo, nhưng đối với một chủng tộc, cái này tiên thiên nhất khí bình cũng là bất hữu tư nguyên. không có gì dễ nói, cái thứ này trên cơ bản như vậy đủ rồi. một lần đột phá tới cường giả tư nguyên, cùng có thể liên tục không ngừng sinh ra, phụ trợ đột phá tới tiên thiên thần ma, cái sau là càng trọng yếu hơn. bất luận trước kia như thế nào, vùng nắng ấm thần đem cái này tiên thiên nhất khí bình giao dịch một khắc này, cái này dương thần cũng đã là giặt bán nước rửa đều rửa không rõ loại vật này có chiến lược giá trị đậu trường sinh cũng không có cố ý trên diện rộng ép giá lời nói cũng rất đúng trọng tâm dương thần trầm ngâm một chút không trả lời ngay mà chính là cân nhắc rốt cuộc muốn động dùng bảo vật gì thu được tiên vương di sản lại thêm chính mình nhiều năm qua tích lũy dương thần vốn liếng vẫn có một ít đối với cái này một số dương thần không thế nào coi trọng muốn không cách nào phục hồi một mực bị cầm tù tại dương thần điện bên trong tương lai làm chính mình thọ hết chết già không biết tiện nghi tên vương bác đảng nào không bằng cầm đến chính mình dùng. Còn lại không cần lại cầm như thế bảo vật trân quý, không sai biệt lắm là có thể. Dương thần nghĩ đến một kiện đồ vật, trực tiếp mở miệng nói, trong tay của ta có bất hủ mẫu thụ cây non, cái này một vật cực kỳ trân quý, muốn là trưởng thành, có thể đặt vững nhất tộc hưng thịnh. Linh tộc từ xưa đến bây giờ sừng sững không ngã, đều là thu được bất hủ mẫu thụ ban ơn. Từ bất hủ mẫu thụ trấn áp khí số, nhờ vào đó diễn sinh đời sau, đời đời thiên phú trát tuyệt, thần ma xuất hiện lớp lớp, cường giả như mây vật này có giá trị không nhỏ, có tiên thiên nhất khí bình, lại có bất hủ mẫu thụ cây non. Đã có thể. Dương thần câu nói sau cùng, nói là chém đinh chặt sắt, ngữ khí không thể nghi ngờ. Đậu trường sinh cũng không có tiếp tục cãi cọ, gật đầu nói, bất hủ duy nhất. Có bất hủ mẫu thụ tại, cái này bất hủ mẫu thụ cây non căn bản là không có cách trưởng thành, tất nhiên muốn phong ấn. Dương thần phủ quyết nói, không cần phong ấn, chỉ cần tại một cái đoạn tuyệt cùng thiên địa liên hệ địa phương, như vậy bất hủ mẫu thụ cây non liền có thể sống được cái này một chỗ các ngươi nhân tộc khẳng định cũng có thượng cổ tiên đạo cường thịnh thời kỳ đã tự thế giới chi ngoại hỗn độn bên trong mở ra không ít thế giới cái này chính thích hợp trồng bất hủ mẫu thụ cây non cho nên không muốn phủ định hắn giá trị hai món đồ này toàn bộ đều là tiên vương cả đời tâm huyết bây giờ ta chủ động xuất ra cũng là vì thần tộc tốt không thể để thần tộc rơi vào viêm thần cái này dụng ý khó dò xấu người trong tay viêm thần muốn là trở thành thần vương như vậy tất nhiên là mặt đại thần vương thần tộc muốn tại hắn tay bên trong diệt vong ta làm thần tộc, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Dương thần rộng thùng thình ống tay áo vung vẩy ở giữa, một cái cao chừng ba thước trắng bạc cái bình, đã xuất hiện tại đậu trường sinh trước mặt, tiên thiên nhất khí bình rất đặc biệt, phía trên rộng phía dưới hẹp, phản phất là ngược lại đi qua. Một đạo lưu quan lấp lế hiện lên, một gốc cao chừng hơn một trượng cây non, không ngừng gian ra thân eo, tràn ngập màu xanh biếc. Tiên thiên nhất khí bình, bất hủ mẫu thụ cây non. Hai người toàn bộ đều đã xuất hiện. Nhất là bất hủ mẫu thụ cây non, tứ phương tràn ngập mắt trần có thể thấy màu trắng đường cong bày biện ra ngăn nắp mổ ra không gian tự thành một thể bất hủ mẫu thụ cây non không thể tại trong hiện thực xuất hiện bây giờ chính vận dụng một loại nào đó phong ấn chi thuật đem bất hủ mẫu thụ cây non phong ấn dương thần ánh mắt lưu luyến nhìn lấy hai kiện bảo vật không bỏ được nói bảo vật này chỉ là tạm thời giao dịch ra ngoài đến lúc đó ngươi muốn nói rõ tương lai ta sẽ đem bọn hắn chuột về đi đậu trường sinh gật đầu nói dương thần tiền bối yên tâm ta cũng đều vì này nỗ lực lần này đem bảo vật này giao dịch ra ngoài, thuần túy là bất đắc dĩ, là vì thần tộc đại cục. Không thể để Giang Vương lộng quyền loạn chính, đợi đến Dương Thần tiền bối bình định lập lại trật tự, phục hồi sau khi thành công, tự nhiên muốn đem ta thần tộc bảo bối chuột về. Dương Thần tràn đầy vui mừng nói, ngươi nói không sai, coi ta bình định lập lại trật tự về sau, nhất định đem tiên vương di vật đón về. Đậu Trường Sinh ánh mắt không ngừng tại hai kiện bảo vật phía trên lưu chuyển, chủ yếu nhìn về phía chính là tiên thiên nhất khí bình, bất hủ mẫu thụ cây non bỏ qua bất hủ mẫu thụ cây non nhìn như phẩm cấp cao, là bất hủ tư nguyên, có thể kỳ thực rất gà mờ. Bất hủ duy nhất. Muốn cùng bất hủ mẫu thụ cạnh tranh, đó là không có khả năng. Thấy hết thì chết đồ vật. Không chỉ là sẽ bị bất hủ mẫu thụ nuốt chửng lấy rơi, linh tộc cũng sẽ không bỏ qua. Thứ này cũng là một cái tai họa ngọn nguồn. Thần tộc có thể bồi dưỡng được đến, phí tổn đại giới nhất định không nhỏ. Cái này cũng nghiệm chứng một việc, thần tộc đối linh tộc có ý tưởng, như là long tộc để mắt tới thương tộc bàn đào thụ một dạng ánh mắt chậm rãi di động, bất hủ mẫu thụ có cái gì hấp dẫn thần tộc địa phương? Chẳng lẽ thần tộc cũng muốn như linh tộc một dạng, bắt đầu cùng bất hủ mẫu thụ xen lẫn, như thế một loại khác thường ý nghĩ, nhưng một muốn, cũng có thể a. À. Tiên thiên có thể đề cao huyết mạch độ tinh khiết. Chỉ là đáng tiếc, con đường này không dễ đi. Bây giờ xem ra thần tộc từ bỏ. Chương 737, thiên hạ chấn động, vạn tộc phản ứng. Tổ Long Điện. Thương Long một đôi mắt rồng, giờ phút này tỉnh cực lớn, một đôi mắt nổi bật đi ra, dường như sau một khắc liền trực tiếp rơi rơi xuống mặt đất phía trên. Thương Long nhìn trong tay cái này một phần đến từ thần tộc tình báo, thật sự là quá kinh ngạc. Nghĩ không ra một mực bị làm làm đối thủ Dương Thần, bây giờ vậy mà trực tiếp suy sụp. Qua nhiều năm như vậy không ngừng thu thập Dương Thần tình báo, bắt đầu phân tích Dương Thần tính cách, đối vạn tộc ảnh hưởng, có thể hay không kết minh chờ một chút nỗ lực, hiện nay toàn bộ đều phí công. Đổi một vị thần vương, nhìn như không có có ảnh hưởng gì, có thể kỳ thực một vị thần vương tính cách đối thiên hạ đại thế ảnh hưởng cực lớn. Thần vương không thể nhất ngôn cửu đỉnh, có thể thần vương cái này một vị trí quá cao, viêm thần muốn là thượng vị về sau, có thể mượn lấy thần vương danh nghĩa, bắt đầu du thuyết còn lại tiên thiên thần ma. So sánh với một tên tiên thiên thần ma, thần vương muốn làm thành một việc, độ khó khăn giảm nhanh đâu chỉ một hai lần. Đối thần tộc sách lược, cần tề tựu đông đảo tiên thiên thần ma thương thảo, bây giờ có một nhà sự tình rất rõ ràng. Đậu trường sinh cũng là một cái tai tinh, đi ở đâu cái nào ra chuyện lần trước đông hải chi chiến vốn cho rằng đậu trường sinh cũng đã đầy đủ tai họa người nhưng chưa từng nghĩ lần này đi thần tộc làm xuống sự tình lợi hại hơn trực tiếp để thần tộc đổi một vị thần vương chỉ là cái này uổng công dương thần thật tốt thần vương không đảm đương nổi minh long cũng quan sát trong tay cái này một phần tình báo toàn bộ đều xem sau khi xem xong chủ động mở miệng nói đậu trường sinh cái này một cái uy hiếp là càng lúc càng lớn cũng may mắn đậu trường sinh chết một lần không phải vậy lấy đối phương thiên phú tương lai có thể trở thành bất hủ thần ma đây đối với chúng ta uy hiếp thì quá lớn. Bây giờ ngược lại là có thể hoãn một chút, không cần bắt đầu điều cường giả, trực tiếp đi vây giết đậu trường sinh. Đúng thế. Bây giờ Long tộc đang tìm săn giết đậu trường sinh cơ hội. Đông Hải nhất chiến, Long tộc trầm luân trở thành vạn tộc trò cười không nói, Long tộc tổn thất cũng là cực kỳ thảm trọng. Long tộc làm sao có thể nhẫn phía dưới cái này một hơi, nhất định phải trả thù lại. Cho dù là đậu trường sinh là nhân tộc, khả năng lại dẫn lên Long tộc cùng nhân tộc phân tranh, có thể long tộc đối với cái này cũng không thèm để ý. Long tộc muốn rửa sạch nhục nhã, trọng chấn hủy hoại chỉ trong chốc lát danh tiếng. như vậy thì có thể làm hai chuyện, đem long môn đón về, hoặc là giết đậu trường sinh. hai chuyện này đương nhiên là loại trước khó khăn nhất, rơi vào đến nhân tộc đồ vật, đã không có khả năng đón về. ngược lại là loại sau độ khó khăn thấp một số. cứ việc nhân tộc cũng coi trọng đậu trường sinh, có thể chỉ cần đậu trường sinh chết rồi, như vậy thì xem như lại nhân vật thiên tài, người chết cũng sẽ không có giá trị nhân tộc có thể hay không vì đậu trường sinh hưng khởi một trận đại chiến vẫn là ẩn số. Long tộc muốn là bí mật bồi thường một phen, đến lúc đó cũng có thể có một cái công đạo. Cho nên nhằm vào đậu trường sinh săn giết, đã bắt đầu chuẩn bị lên. Bây giờ thương long cũng như minh long một dạng, dự định chậm rãi. Giết đậu trường sinh đã không vội, thần tộc chỗ đó làm sao có thể nhịn được đến, hoặc là nói, lấy đậu trường sinh đắc tội với người bản sự, cái này hoàn toàn không cần bọn họ long tộc làm kẻ ác chỉ cần lại để cho đậu trường sinh đi chủng tộc khác, làm phía dưới một kiện đại sự đến lúc đó tự nhiên có người muốn giết đậu trường sinh liền xem như bọn họ không dám động cũng có thể tạo thành một cái săn giết liên minh đến lúc đó giết chết đậu trường sinh phát bất trách chúng chẳng lẽ nhân tộc còn có thể đối bọn hắn cùng một chỗ khai chiến không thành minh long ý tứ thương long cũng nhìn ra được cũng là tương đối công nhận hiện nay thương long vậy mà sinh ra một loại không sợ đậu trường sinh bản lãnh lớn sợ đậu trường sinh bản sự tiểu nhân ý nghĩ đậu trường sinh này tặc cách cái chết không xa yêu tộc tất phương nhìn lấy thần tộc lan truyền trở về tình báo tất phương lộ ra nụ cười nhàn nhạt đến đậu trường sinh cho tới bây giờ cũng sẽ không khiến người ta thất vọng so sánh với long tộc đối đậu trường sinh hận thấu xương hận không thể nuốt sống đậu trường sinh tất phương đối đậu trường sinh không có bao nhiêu hận ý cho dù là đậu trường sinh đảo loạn chính mình kế hoạch kém một chút để cho mình thành vì yêu tộc tội nhân có thể đậu trường sinh cũng đem sơn hà xã tắc đồ nhận chủ chi pháp bộc quan chỉ cần mình lại cố gắng một chút nhất định có thể thu hoạch được sơn hà xã tắc đồ tán thành dạng này có bất hủ thần binh về sau, mình tại yêu tộc bên trong liền sẽ không bó tay bó chân. Tất phương hiểu được bản thân cùng bạch trạch bọn họ, từ đầu đến cuối đều không phải là một lòng, chẳng qua hiện nay bạch trạch cùng đậu trường sinh liên thủ, cũng là thu được một chút chỗ tốt, đây là cần cổ vũ khen thưởng một phen. Tất phương đối bạch trạch rất kiên kỵ, dự định nấu đến bạch trạch tử vong, lại bắt đầu đi nếm thử sơn hà xã tắc đồ nhận chủ. Thảo phạt thương tộc một chuyện, xem ra là muốn đưa vào danh sách quan trọng. Cho dù là phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị, có thể thanh thế cũng muốn kiến tạo lên. Hiếp yếu sợ mạnh. Thương tộc, long tộc, thần tộc, tuần tự đều đã ra chuyện. Nhưng vẫn là thảo phạt thương tộc đơn giản nhất. Chỉ muốn đại chiến cùng một chỗ, liền có thể lấy đại thế bức bách, để bạch trạch đi chết. Yêu tộc bên trong biến số, liền có thể gạt bỏ một nửa, còn lại để bọn hắn đi tiền tuyến, hoặc là tọa trấn biên cảnh, toàn bộ đều rời đi cảnh nội hạch tâm khu vực, dạng này thì không còn có người có thể ngăn cản chính mình. Tất phương không thể nào quan tâm đậu trường sinh, muốn không phải lần này liên quan đến thần vương thay đổi, tất vương không sẽ chủ động quan tâm ngoại giới sự vật. Rèn sắt còn muốn tự thân cứng rắn, phát triển tự thân mới là đạo lý quyết định. Linh tộc. Từng tia từng sợi hào quang, còn như nước mưa đồng dạng vẫy xuống, truyền ra tí tách thanh âm. Một gốc nối liền đất trời cổ một, ngạo nghễ sừng sững tại bầu trời phía trên. Lá cây một mảnh xanh biếc, còn giống như là ngọc thạch, phía trên đường vân rõ ràng, dường như thiên đạo minh văn, bây giờ chính không gió mà bay, lá xanh không ngừng chập chờn nhẹ nhàng lắc lư cành phía trên, lại là hiện ra từng đạo từng đạo quang mang, từng đạo từng đạo khí thôn cửu thiên khí tức, đang từ trên đó không ngừng rơi xuống. Linh tộc nữ hoàng đầu đội bích phỉ thúy xanh biết quang, tay cầm màu tím thần trượng. Chính tùy ý vô tận quang huy vẫy xuống, giống như phủ thêm một tầng vũ y. Một đôi mắt đẹp bình hòa nhìn về phía trước người OVT, chậm rãi mở miệng nói, thần tộc lần này đổi thần vương. Tương lai thần tộc đối ngoại sách lược đem về đại biến. Ngươi đối viêm thần quen thuộc sao? OVT ngẩng đầu lên, màu lam mái tóc vung vẩy, còn như là thác nước tản mát, một đôi đá quý màu xanh lục con ngươi, tràn ngập ra lấp lánh ánh sáng, bình tĩnh mở miệng nói, viêm thần ta chỉ gặp qua mấy lần. Hắn hỉ nộ không lộ, chính yếu nhất chính là viêm thần có giả tâm. Không phải tình nguyện hiện trạng người, cũng đúng là như thế, cho nên mới sẽ bị dương thần kiên kỵ, không tiếc lấy tổn hại tự thân danh vọng làm đại giá áp chế viêm thần. Để viêm thần đường đường một vị trí cường giả, thần tộc nhân vật số 2, lại bị bài xích đã xuất thần tộc hạch tâm. Thần tộc tao ngộ đại sự, viêm thần cũng chỉ là dự thính, nói lên đề nghị, căn bản sẽ không bị tiếp thu. Linh tộc nữ hoàng miễn cười nói, không cam lòng hiện trạng, có giả tâm. Cái này là một chuyện tốt. Thần tộc một mực bảo trì trung lập, đảm nhiệm bối cảnh. Nhưng muốn là thần tộc đem che giấu móng vuốt cùng răng nanh lộ ra, tất nhiên sẽ gây nên vạn tộc kịch liệt ứng đối. Lần trước vạn tộc đại chiến, có không rõ thân phận cường giả, tại chúng ta linh tộc chủ lực ra ngoài lúc, thừa cơ tập kích chúng ta. Chặt đứt mẫu thụ thân cành, qua nhiều năm như vậy chúng ta linh tộc một mực điều tra, chưa bao giờ có một ngày thư giãn. Một mực hoài nghi là nhân tộc. Thế nhưng là sai lầm. Tiên hoàng tại trở về mẫu thụ về sau, liền đã biết là thần tộc làm. Chỉ là tiên hoàng không muốn kinh động thần tộc, cố ý đem mục tiêu hoài nghi chỉ hướng nhân tộc, cho nên đang phượng mời ta cùng một chỗ thành lập đối kháng nhân tộc liên minh, ta liền trực tiếp đồng ý. Ta linh tộc tham dự ngũ tộc liên minh, không phải là vì nhân tộc, mà là vì để thần tộc an tâm. Đã nhiều năm như vậy, thần tộc chắc hẳn đã buông lỏng cảnh giác lần này vạn tộc đại chiến. Linh tộc nữ hoàng một đôi mắt đẹp lộ ra màu sắc trang nhã, lãnh khốc mở miệng nói, thiếu chúng ta, thần tộc phải trả. OVT giống như một khối nham thạch, từ đầu đến cuối cũng không từng có tâm tình chập chờn, lặng lặng lắng nghe linh tộc nữ hoàng lời nói, đợi đến linh tộc nữ hoàng ngậm miệng về sau, OVT mới mở miệng nói, muốn để thần tộc buông lỏng cảnh giác, chúng ta muốn chủ động đi sứ thần tộc. Đi cùng thần tộc thành lập liên minh, cho dù là sau cùng liên minh không thành, cũng có thể để thần tộc biết, chúng ta linh tộc cái gì cũng không biết, Y Nguyên cho rằng là nhân tộc làm. Đợi đến vạn tộc đại chiến cùng một chỗ, chúng ta dốc toàn bộ lực lượng, chỉ cần phá thiên môn, chúng ta có thể tiến quân thần tốc. Nhất chiến công thành. Linh tộc nữ hoàng lắc đầu nói, diệt thần tộc quá khó khăn. Thần tộc thực lực không yếu, nội tình thâm hậu. Chiến thắng dễ dàng, diệt tộc khó. Làm thần tộc cảm nhận được lực cúc tai họa, không tiếc bất cứ giá nào dưới, chúng ta coi như chiến thắng cũng là lưỡng bại câu thương, Trầm Luân trở thành nhị lưu chủng tộc, sau cùng linh tộc bắt đầu xuống dốc thần tộc cưỡng đoạt mẫu thụ thân cành vì chính là bồi dưỡng mẫu thụ cũng tìm tìm chúng ta nhược điểm thần tộc nhìn như trung lập không để ý tới ngoại giới thế tục kỳ thực cũng có giả tâm muốn khôi phục viễn cổ thời kỳ huy hoàng mà chúng ta linh tộc tại viễn cổ thời kỳ thế nhưng là thần tộc một bộ phận trong tộc ra đông đảo thiên nữ trở thành chúng thần thê thiếp đại danh đỉnh đỉnh thiên phi chính là ta tộc tiền bối thần tộc đến bây giờ còn không có thoát khỏi viễn cổ thời kỳ ngạo mạn ý nghĩ cho là ta tộc là thần tộc phụ thuộc thần tộc có lòng muốn cùng chúng ta hợp tộc. Linh tộc nữ hoàng chậm rãi giơ tay lên bên trong thần trượng, thần sắc không vui nói, bây giờ vạn tộc tranh bá, nhân tộc độc mạnh, vì thiên địa bá chủ. Muốn đánh tan nhân tộc bá quyền, cái này thật sự là quá khó khăn. Nhưng có thủ xảo chi pháp, như là long tộc muốn thôn vệ phượng hoàng nhất tộc một dạng, cho dù là phượng hoàng nhất tộc, không ngừng đối long tộc ra tay, có thể long tộc luôn luôn là chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thần tộc có này linh cảm về sau, cũng đối bọn ta nhớ mãi không quên. Chỉ cần hai tộc hợp tộc, đây là nhanh nhất cuộc khởi chi pháp. Bất luận là long tộc vẫn là thần tộc, đều là học tập côn bằng tộc. Đệ nhất côn bằng hoàng, thật sự là lên một cái xấu đầu. Đệ nhất côn bằng hoàng chỉnh hợp các tộc, từ đó cuộc khởi mạnh mẽ, lúc còn sống côn bằng tộc bị xem như thập đại chủng tộc. Thập đại chủng tộc hiếm thấy xuất hiện 11 chủng tộc, cái này một loại ma huyễn một màn, vậy mà sinh sinh xuất hiện ở trong thế giới hiện thực. OVT hiếm thấy xuất hiện tâm tình, vẻ mặt nghiêm túc nói, thần tộc một chuyện, cũng có thể mượn nhờ ngoại lực đậu trường sinh người này thật sự là quá mạnh so sánh với hắn thực lực đậu trường sinh gây chuyện bản sự càng mạnh lần này sự kiện đầu đuôi không rõ ràng nhưng có đậu trường sinh địa phương sẽ xuất hiện hỗn loạn cái này là có thể khẳng định linh tộc nữ hoàng gật đầu nói ngươi cái này một cái ý nghĩ không tệ ngược lại là có thể thực hiện bất quá loại nhân vật này muốn sử dụng rất khó giống như kiếm hai lưỡi đã thương địch thủ thương tổn chính mình nếu là không có chu toàn nắm chắc cũng không thể kinh động OVT khẽ lắc đầu, mái tóc dài màu xanh lam vung vẩy, đặc hữu âm thanh vang lên, không cần phức tạp như vậy. Như đậu trường sinh loại này người, trực tiếp thẳng thắng tương thỉnh là đủ. Đậu trường sinh đổ tính chất cực lớn, có can đảm cùng người đổ mệnh, chỉ cần để hắn nhìn thấy chỗ tốt cùng cơ hội, đậu trường sinh là sẽ đồng ý. Linh tộc nữ hoàng tán thành nói, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ngươi có thể đại biểu tộc ta đi gặp đậu trường sinh. Có một chuyện, ngược lại là có thể hiện tại làm. Đậu trường sinh như thế thiên tư, tương lai muốn là chết yểu, thật sự là thật là đáng tiếc. Tìm cơ hội vì đậu trường sinh kéo dài một chút huyết mạch, để cho ta tộc tăng thêm một mạch, lớn mạnh tộc ta thực lực. OVT khó xử nói, cái này muốn để đậu trường sinh đến tộc ta, lấy đậu trường sinh đi đến cái nào cái nào ra chuyện phong cách, tộc ta không chịu nổi đậu trường sinh dày vò. Chuyện này còn mời bệ hạ bàn bạc kỹ hơn. Không thể để đậu trường sinh đến tộc ta, nhất là nhìn thấy mẫu thụ. Loại này người không sợ chết, quả thực cùng người điên, muốn là đối mẫu thụ lòng sinh tham lam, cũng sẽ không bởi vì ta tộc cường thịnh, thì trong lòng sinh ra sợ hãi, ngược lại sẽ bởi vậy kích thích đấu chí, càng thêm kiên định muốn xuất thủ cướp đoạt mẫu thụ. Linh tộc nữ hoàng chậm rãi thả ra trong tay thần trượng, một chút suy nghĩ một hai, phát hiện OVT nói một màn, rất có thể sẽ thật xuất hiện. Đậu trường sinh người này, không sợ phiền phức lớn, ngược lại sợ phiền phức không lớn. Càng là khó khăn, càng dễ dàng gây nên đậu trường sinh hứng thú. Bình thường tư duy logic, mắt thấy đến thực lực cường đại người, trong lòng sinh ra không thể trêu chọc, có thể đổi thành đậu trường sinh về sau, liền sẽ là như thế nào mới có thể giết chết đối phương, địch nhân thực lực cường. Cái kia càng tốt hơn, làm như vậy rơi sau thu hoạch mới đánh, cũng có cảm giác thành công. Nhân tộc thật sự là cường đại, thiên tài liên tiếp xuất hiện, tự vô mệnh, tiêu giao tử, trương thiên chính, cái này gần nhất xuất hiện thần ma, vị nào cũng không tốt gây, vốn cho rằng nhiều như vậy thiên tài, đã hao hết nhân tộc khí số, tương lai ngàn năm, mấy ngàn năm, đều sẽ không xuất hiện loại này kinh diễm nhân vật. Nhưng hôm nay xuất hiện đậu trường sinh, càng là cái sau vượt cái trước. Linh tộc nữ hoàng trong lòng sinh ra lo lắng âm thầm, đậu trường sinh đã mạnh như thế, nhân tộc muốn là lại xuất hiện mạnh hơn thiên tài, như vậy tương lai linh tộc đi con đường nào? Đậu trường sinh huyết mạch, đáng giá bị thu nhận, sau đó thai nén mà ra. Lần trước tự vô mệnh, đã bỏ lỡ cơ hội, đối phương ngắn mũi hơn 500 năm chứng đạo tiên thiên thần ma, cái này mới rời khỏi nhân cảnh hành tẩu, căn bản không cho linh tộc cơ hội. Mà đợi đến tự vô mệnh ra ngoài rồi, thực lực đã quá mạnh không có cơ hội. OVT trầm mặt về sau, lại một lần nữa chủ động nói, chúng ta không phải giết người, cũng không phải cầm tù đậu trường sinh. Chỉ là muốn thu hoạch được đậu trường sinh huyết mạch, hoàn toàn có thể theo phương diện khác ra tay. Trước quan hệ thông gia, cái này nếu là không thành, vậy liền mua hắn một đêm. Lại không thành, chờ hắn có con nối giỏi về sau, hoặc là đậu thị nhất tộc, bây giờ còn có truyền nhân đây. Lấy đậu trường sinh thiên phú, giá trị cho chúng ta phí tâm tư. Buổi sáng ngày mai đi, ngày mai bốn canh. Chương 738, tai ách chi nguyên, ứng kiếp người. Trên trời thần cảnh, khí 10 năm như một ngày, chậm rãi đẩy cửa phòng ra. Bắt đầu cầm lấy trắng tinh không tì vết khăn tay, chậm rãi lau sạch lấy màu đỏ bát tiên trác, khí thần sắc chuyên chú, dường như trước mặt cái này bát tiên trác chính là hiếm thấy trân bảo. Đây là một gian tràn ngập nhân tộc phong cách cung điện, bình phong, tranh sơn thủy chờ một chút, giống như đưa thân vào nhân cảnh. Nơi này là một chỗ thần tộc chuyên môn thành lập, dùng để tiếp đãi nhân tộc khách quý địa phương. Tương tự kiến trúc có rất nhiều, Long tộc, Phượng hoàng, cự nhân tộc chờ một chút không phải thập đại chủng tộc cũng là một phương cường tộc còn lại tiểu tộc tự nhiên là không có dạng này đãi ngộ dù là vận dụng thần thuật liền có thể làm đến sạch sẽ nhưng nơi này y nguyên dùng đến nhân công không chỉ là thần tộc chủng tộc khác nền vốn như thế ai cũng không biết nguyên do như thế nào dường như dùng nhân công có thể tiền hô hậu ủng thể hiện ra tôn quý tới một phút sau khí lao hết bát tiên trác thanh âm trầm thấp vang lên có thể a một đạo cự tuyệt âm thanh vang lên không được để ngươi lao làm việc không phải là vì thật lao bát tiên trác, mà chính là muốn để ngươi tỉnh tâm. Ngươi bây giờ nhìn như chuyên chú nghiêm túc kỳ thực đều là biểu tượng, ngươi tâm loạn đến bây giờ đều không có lắng lại. Ta dạy bảo qua ngươi mỗi khi gặp đại sự muốn tỉnh tâm, ngươi tâm không tỉnh gặp chuyện bối rối, sao có thể thành đại sự lật đổ cựu trật tự chém phá hắc ám vì thần tộc mang đến ánh sáng khí khó chịu nói thần thần bình đẳng ta làm không được ta dối trá ta làm không được thiên hạ nhất thống thần thần bình đẳng tự do, chỉ là suy nghĩ một chút cho dù là cao cao tại thượng thần ma, cũng muốn dùng siêng năng hai tay đi sáng tạo tài phú, có thể cùng phổ thông thần tộc, sống vai đi tại đồng ruộng bên trong, cùng một chỗ ước định bận rộn xong, cùng một chỗ hẹn nhau uống một chén mỹ tử, trong nội tâm của ta thì phản cảm, không rét mà run. Cái này đã định trước sẽ thất bại. Bất luận cái gì một tên thần ma, đã cùng phàm tục sinh mệnh khác biệt, lực lượng cường đại, dài dằn dặc số tuổi thọ, cho dù là đánh một nhảy mũi, liền có thể để phàm tục sinh mệnh tử vong để cường giả như vậy, thu liễm lực lượng, đi cùng phàm tục cùng một chỗ sinh hoạt, cái này là chuyện không thể nào. Long không cùng xà cư, đây là chí lý danh ngôn, ta muốn đánh phá loại tình huống này, là không thể nào. Ta làm không được. Khí vô cùng khó chịu, trước kia hô to, bình đẳng, tự do, mảnh nấu. Nhưng tự động bị điểm tô cho đẹp, phù hợp ích lợi của mình, làm bị đậu trường sinh bóc trần sau cùng tấm màn che, lộ ra máu đầm đìa hiện thực, khí mới chính thức hiểu được, chính mình muốn không phải bình đẳng, cũng không phải tự do, muốn là quyền lực mà đông đảo kẻ ủng hộ, ngay trong bọn họ lại có mấy người. Là thật vì bình đẳng cùng tự do. Sợ là đều bởi vì bọn họ là bị kẻ ác bách, cho nên mới sẽ giúp đỡ chính mình. Nếu để cho bọn họ trở thành đệ nhất thần tộc, hoặc là nhị đại thần tộc, sợ là muốn lắc mình biến hóa, bắt đầu vì hiện tại cựu trật tự phất cờ hò reo. Điểm này không chỉ là bọn họ, chính mình đâu. Khí không dám đi nghĩ sâu, trong nội tâm cực kỳ mâu thuẫn cái vấn đề này, bởi vì khí đang sợ. Đạo sư không hổ là đạo sư, ngắn mũi một lời nói, liền đã để khí phá phòng ngự, đã mất đi mục tiêu cuộc sống, người bắt đầu chán chường lên. Tình cảnh này, toàn bộ đều bị thần tôn để ở trong mắt. Đậu trường sinh cái kia một phen, đối thần tôn nửa điểm hiệu quả không có, nhưng đối với không có kinh lịch mưa to gió lớn khí mà nói, đây chính là nhất kích trí mệnh. Thần tôn quyền hành một hai, biết muốn để coi trọng chấn hưng cờ trống. Cũng chỉ có hai loại biện pháp, triệt để tiếp nhận bình đẳng, tự do, kiên định lý tưởng của mình, dạng này có thể làm cho tinh khí thần hoàn thành một lần thuế biến, Võ đạo ý chí không thể phá vỡ. Đây là một lần đại tạo hóa, thực lực đem về đột nhiên tăng mạnh, chân chính đi vào phàm tục chi đỉnh, còn lại liền có thể nếm thử chứng đạo. Nhưng có chỗ tốt, tự nhiên cũng có chỗ xấu. Tương lai trở thành tự do chiến sĩ, cái này không có thể lại có tư tâm, không phải vậy niềm tin phá nát, ý chí sụp đổ, triệt để trầm luân trở thành phế nhân. Còn lại cũng là đâm lao phải theo lao, dứt khoát lấy bộ mặt thật sự bày ra. Loại sau cứ việc sẽ không hoàn thành ý chí thuế biến, nhưng cũng là thứ nhất an ổn một con đường cái trước công chính liên minh, thật sự là lớn mà hư không, thiên hạ nhất thống, thần tôn nghe xong liền biết, cái này là không thể nào thực hiện, thuần túy là một cái xa không thể chạm lý tưởng. Mà lại hướng phương diện này nỗ lực, gặp phải lực cản cũng là phi thường lớn, cho dù là thần tôn cũng không cho là mình gánh vác được. Muốn là thần tôn chính mình, đương nhiên muốn lựa chọn loại sau. Nhưng đây là khí, chỉ là đệ tử. Thần tôn tự nhiên hy vọng hắn là một người tốt. Đây là rất phổ thông tư duy, chính mình không làm người tốt, có thể hy vọng bằng hữu toàn bộ đều là người tốt. Thần tôn trầm mặt một hai về sau, bắt đầu chủ động nói, đừng sợ. Hẳn nhiên đối mặt chính mình nội tâm. Lần này ta vốn cho rằng là đậu trường sinh, căn bản chướng mắt ngươi, từ đó bán ngươi. Bây giờ nhìn gặp ngươi dạng này, ta mới hiểu rõ đến, đây là đậu trường sinh khảo nghiệm đối với ngươi. Thần tôn bắt đầu vặn vẹo sự thật, đổi trắng thay đen, hư tình giả ý nói, ngươi là vì bình đẳng, tự do, mảnh nấu mà chiến. Lật đổ cựu trật tự, chém phá hắc ám, là muốn để thần tộc nên đón ánh sáng. Đây không phải một chuyện nhỏ. Tao ngộ địch nhân vây giết, chính mình người bán chờ một chút. Trong lúc đó muốn gặp phải vô số nguy hiểm. Ngươi muốn bất khuất, có không thể phá vỡ ý chí. Hiện nay ngươi kém xa, cho nên lần này là đậu trường sinh khảo nghiệm đối với ngươi. Ngươi là có hay không có vượt khó tiến lên ý chí. Khí không khỏi thấp giọng nhắc tới một tiếng khảo nghiệm. Tinh khí thần không khỏi chấn động, không còn vừa mới đê mê. Cái này toàn bộ đều bị thần tôn để ở trong mắt, biết lời nói đã có hiệu quả thần tôn tự nhiên thừa thắng xông lên nói, không thể chinh phục ngươi, sẽ chỉ làm ngươi càng thêm cường đại. Đi qua lần này sự kiện về sau, ý chí của ngươi đem về thuế biến, không thể phá vỡ, dù là phía trước núi đao biển lửa, ngươi cũng sẽ không khiếp đảm, sẽ thản nhiên đối mặt. Khí trần chờ nói, có thế. Có thể ta vẫn là không nghĩ ra, thần thần bình đẳng, thần ma tại sao cùng phàm tục sinh hoạt chung một chỗ. Một câu nói kia, lừa dối ở thanh niên, nhưng đối thần tôn loại này kẻ già đời một chút tác dụng đều không có, thần tôn có quá nhiều phương pháp đi cải chầy cải cối bây giờ há miệng tức đến thần thần bình đẳng là bọn họ tại luật pháp phía dưới bình đẳng hoàng đế phạm pháp cùng thứ dân cùng tội mà không phải muốn bọn họ cùng một chỗ sinh hoạt long không cùng xà cư mỗi người bọn họ có sinh hoạt địa phương giữa lẫn nhau không xâm phạm lẫn nhau như là thượng cổ tiên đạo lập thiên địa nhân tam giới thần ma cư tại thiên giới cuộc sống phàm tục tại nhân gian giới như trước mắt thần tộc một dạng chỉ là trên trời thần tộc không thể ức hiếp lục địa thần tộc lục địa thần tộc không còn là nô bộc cũng không phải dân đen mà chính là thần giống như bọn họ thần khí tinh khí thần không ngừng kéo lên trầm giọng mở miệng nói trên trời thần cảnh sẽ chỉ là thần ma chỗ ở nơi này sẽ không tồn tại phàm tục cái gì đệ nhất thần tộc dị đại thần tộc đều sẽ trên đất bằng sinh tồn ngoại trừ thần ma bên ngoài toàn bộ đều đối xử như nhau thần tôn phụ họa nói đúng đây chính là thần thần bình đẳng dạng này sau không còn có áp bách nhìn lấy khí con ngươi càng phát sáng ngời thần tôn rất hài lòng bất quá cũng biết đây là vạn vẹo bình đẳng trừ phi là thần ma đã mất đi lực lượng không phải vậy vĩnh viễn làm không được bình đẳng nhưng cái này một loại bình đẳng cũng đầy đủ ta đại thần tộc tự có quốc tình hơi hơi biến hóa một chút cái này rất chính đi chính mình cũng không phải truy cầu biến đổi chính mình muốn là khí ảnh hưởng thần tộc từ đó bắt đầu vì chính mình trở về bố cục đợi đến chính mình khôi phục ngày đó cái gì thần tộc tiên tộc lại cùng mình có quan hệ gì chủng tộc cái này hoàn toàn cũng là vướng víu làm một tên thượng cổ bất hủ cường giả thần tôn tư duy phương thức vẫn là thượng cổ cái kia một bộ thành lập tiên tông cũng bất quá là vì thu thập tư nguyên thuận tiện là vì mình tu hành tiện lợi mà không phải mình thật muốn che chở chúng sinh bọn họ tư duy đã siêu thoát rồi tông môn chủng tộc đó là dễ nghe thuyết pháp khó nghe cũng là bọn họ vì tư lợi thuần túy là chủ nghĩa lợi kỹ người trừ mình ra còn lại hết thảy toàn bộ đều là công cụ bây giờ tại thần tộc kinh doanh cũng bất quá là bởi vì chính mình là thần tộc, có thể bị thần tộc tiếp nhận, dạng này hoàn thành khôi phục càng thêm dễ dàng một chút, muốn là nhân tộc có thể tiếp nhận chính mình, thần tôn cũng phải đi nhân tộc. Nhân tộc vì thiên địa bá chủ, thực lực càng thêm cường đại, mượn nhờ nhân tộc chi lực khôi phục càng thêm dễ dàng. Đáng tiếc bọn họ không đồng ý chính mình, đem mình làm địch nhân, đi cũng là kêu đánh kêu giết. Thần tôn nhìn lấy ký, bắt đầu nhặt lại đấu chí, ý chí khoái động, ngay tại ở vào thuế biến, không khỏi bắt đầu rơi vào trầm tư, hôm nay thiên hạ đại thế chính là vạn tộc tranh bá. Chính mình muốn là hoàn thành khôi phục, cũng không thế lại đi thượng cổ cái kia một bộ. Hủy diệt võ đạo, khôi phục tiên đạo. Thần Tôn chưa từng có ý nghĩ như vậy, thiên địa có thiếu, tiên đạo xuống dốc, đây là thiên địa ý chí, người nào cũng không thể đi nghịch thiên mà đi. Thần Tôn biết mình sẽ không làm, còn lại lão gia hỏa cũng sẽ không. Võ đạo có thiên địa lọc mắt xanh, đây là đại thế, không thể đổi. Nhưng võ đạo tương lai phát triển thành cái dạng gì? Cái này không nhất định thần tôn ánh mắt thâm thúy lên bọn họ tất nhiên muốn phổ biến tân võ đạo đây là không cần chất vấn sự tình hiện nay cựu võ đạo đã bị đương đại người chiếm cứ bọn họ ngồi ở vị trí cao nắm quyền thế căn bản không có cho bọn hắn lưu lại số lượng khi bọn hắn khôi phục về sau đi cho đương đại người đè thấp làm tiểu cái này là chuyện không thể nào bọn họ muốn thượng vị có thể đã không có vị trí một cái củ cải một cái hố chỉ có xử lý cựu võ đạo bọn họ mới có thể thượng vị thần tộc sẽ là chính mình trợ lực. Thần tôn làm sao có thể tự lập cờ xí, sau đó cùng võ đạo đối nghịch, đương nhiên là thẩm thấu trong đó, trở thành võ đạo nhất bộ phận, sau đó bắt đầu phổ biến tân võ đạo, tự này nội bộ tan rã đối phương. Thần tôn biết mình những cái kia lão bằng hữu, tám thành đều như thế, cũng chính là mấy cái đầu sắc gia hỏa, mới có thể tự lập cờ xí. Mà lại mấy cái kia sắc ngu ngơ, cũng không phải thật ngốc. Mà chính là muốn mượn này hướng bọn họ dành chỗ tốt, bọn họ xong đi cứng trắng chống. Đây cũng là một con đường, cũng không phải tuyệt lộ không chừng liền bị bọn họ cho đi thông cho dù là sau cùng thất bại cũng có thể trong tay bọn hắn mưu đoạt đại lượng chỗ tốt tăng tốc chính mình khôi phục lần nữa khôi phục đến đỉnh phong thậm chí là mưu cầu càng tiến một bước bởi vì cái gọi là thịnh cực mà suy đây là thiên cổ bất biến đạo lý thượng cổ tiên đạo quá sáng chói huy hoàng nay cổ võ đạo vượt qua thượng cổ tiên đạo đây nhất định là không được thế giới lại đi xuống dốc dần dần bắt đầu xuống dốc đợi đến thế giới chung kết lại một lần nữa lại mở ra thiên địa có thể đây là bọn họ không cho phép không có siêu thoát bọn họ khi thiên địa chung kết người nào cũng không sống nổi khi thiên địa mở lại về sau lại đản sinh sinh linh đã cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ nào cho nên cái này một cái võ đạo thời đại nhất định hưng thịnh vượt qua tiên đạo bọn họ đem về hết tất cả cho dù là sớm để thế giới chung kết cũng muốn tách ra thứ nhất hào quang sáng chói lần này vạn tộc đại chiến nồng nặc nhất thời khắc cũng là bất hủ thời đại mở ra thời điểm bây giờ thiên địa linh cơ cứ việc còn kém rất nhiều có thể trùng kích bất hủ đã không còn là một hai thành cơ hội đã thăng lên đến ba thành thậm chí là bốn thành chỉ cần bọn họ bỏ được nỗ lực trên trăm phần đạo nguyên lại có một tôn chí cường giả còn lại các loại phụ trợ bất hủ tư nguyên liền có thể hoàn thành một lần trùng kích thần tôn con ngươi hiện ra ánh sáng bất luận là thành công hay không đây đều là chấn động thiên địa đại sự cho dù là thất bại có thể sau cùng bất hủ chi ký sinh ra cũng sẽ sinh sinh kéo cao trên thế giới hạn đến lúc đó bọn họ thì không chỉ là ý chí khôi phục bắt đầu có xuất thủ tư cách, không giống như là trước mắt khôn sáo, rất rất nhiều ước thúc. Trùng kích bất hủ, đây chính là bọn họ hy vọng sự tình. Đáng tiếc, đương đại người cũng không phải người ngu. Bọn họ cố ý khắc chế chính mình, qua nhiều năm như vậy, vậy mà không có một lần trùng kích. Lần trước vạn tộc đại chiến, đều có thể nếm thử, nhưng bọn hắn không chỉ cần bản thân mình không thử nghiệm, chủng tộc khác muốn nếm thử, tất nhiên là bọn họ công việc mục tiêu, đem to lớn đạo nguyên cướp bóc trống không. Thập đại chủng tộc thành lập trật tự, không gì phá nổi nhưng lần này, mâu thuẫn tích lũy quá sâu. Liền xem như thất bại, thần tôn cũng không tiếc, cùng lắm thì đang đợi một lần. Một ngàn năm, một vạn năm, đối với đương đại người mà nói, đây là thời gian khá dài, nhưng đối với thần tôn mà nói, đây đều là trong nháy mắt, bọn họ chờ được. Đại thế tại bọn họ, liền xem như đương đại người cố ý trì hoãn, có thể thiên địa linh cơ cũng đang lên cao, sớm muộn cũng sẽ có một ngày bất hủ thời đại mở ra. So sánh với điểm này, bây giờ thần tôn lo lắng chính là đậu trường sinh. Cái này một cái gia hỏa quá tà tính. Để thần tộc có liên tưởng không tốt. Thượng cổ tiên đạo đã xuống dốc, bây giờ là võ đạo, lúc trước đại kiếp cái kia một bộ, như ứng kiếp người, vốn nên biến mất không thấy gì nữa. Nhưng bây giờ thần tôn nhìn đậu trường sinh, thấy thế nào? Đều phù hợp ứng kiếp người đặc thù. Tai ách chi nguyên, đi tới chỗ nào cái nào ra chuyện, lấy yếu chống mạnh, liên chiến liên thắng. Nương theo lấy thực lực càng ngày càng mạnh, nhất lên nhiễu loạn càng lúc càng lớn, sau cùng tác động đến vạn tộc mỗi một chút cũng phù hợp. Muốn là bất hủ thời đại tại lần này vạn tộc đại chiến mở ra. Như vậy bọn họ đem về nhập kiếp, cũng là lần này đại kiếp một bộ phận, mà ứng kiếp người thân phận, đem về nước lên thì thuyền lên. Một vị phổ thông ứng kiếp người không đáng sợ, bởi vì phổ thông lượng kiếp kiếp số, liền xem như hắn thuận buồm xuôi gió, nhiều nhất chứng đạo thiên tiên, có thể một trận vô lượng lượng kiếp, đây là bất hủ cất bước. Kiếp số càng lớn, liên quan đến lực lượng càng mạnh, như vậy ứng kiếp người thành tựu cũng lại càng lớn bọn họ tân tân khổ khổ nỗ lực, khả năng đều vì ứng kiếp người làm áo cưới, đến sau cùng công giả tràng. Sau cùng muốn là ứng kiếp người siêu thoát rồi. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Thần tôn chỉ là vừa nghĩ, thì khó chịu. Muốn hay không trì hoãn một thời đại. Chờ thuộc về đậu trường sinh thiên mệnh đi qua. Mất đi thiên mệnh, đậu trường sinh mạnh hơn, vậy cũng không ảnh hưởng đại cục. Trừ phi là khả năng đầy đủ giết bất hủ như giết gà. Xem ra muốn thử một chút, nghiệm chứng một chút. Thiên mệnh tại thân, không có gì bất lợi. Chính mình tương trợ một chút sức lực, cũng tự có thiên mệnh gia trì. Trước hết giết một tôn tiên thiên thần ma, đây là phi thường thật không thể tin, chuyện không thể nào. Nếu là có thể làm đến. Như vậy đậu trường sinh cũng là ứng kiếp người. Chương 739, thân là thần tộc chính mình người đại ngộ. Thần vương điện. Từng tia từng sợi vân khí, không ngừng pha trộn bốc lên, biến thành một phương giường mây. Viêm thần ngồi ngay ngắn bên trên giường mây, chính vị tại kim y phía dưới vị trí, bây giờ cho dù là thần vương vị trí, đã là vật trong bàn tay, không có cùng vọng ngồi ngay ngắn kim trên mặt ghế. Càng là đến thời khắc mấu chốt, càng là muốn chú ý cẩn thận, mảy may đều đều không cho phép nửa phần qua loa đại ý. Viêm thần bên cạnh vị trí, đang đứng minh thần cùng lôi thần. Hai người một trái một phải, giống như hai vị bồi bàn một dạng, làm nổi bật lên viêm thần địa vị tôn quý. Đậu trường sinh đang đứng ở trung ương vị trí, hiện nay từng tia ánh mắt, toàn bộ đều hội tụ tại đậu trường sinh trên thân. Minh thần dẫn đầu nói, hóa tiên trì mỗi một lần mở ra đều cần đại lượng linh khí vốn là cố định thời kỳ mở ra từ hóa tiên trì chính mình phun ra nuốt vào linh khí bắt đầu tiếp xúc lực lượng hiện nay lần này mở ra là lâm thời tính gia tăng cho nên cần phải vận dụng một số tư nguyên bổ sung nhờ vào đó bù đắp hóa tiên trì mở ra cần linh khí ngươi là vị trí đầu não sử dụng hóa tiên trì đây là sẽ có chỗ tốt hóa tiên trì mỗi một lần sử dụng đều muốn tiêu hao lực lượng vị thứ nhất hóa tiên trì lực lượng dư giả có thể tùy ý tiêu xài vì cuối cùng lúc hóa tiên trì lực lượng có hạn, rất dễ dàng tạo thành lực lượng chưa đủ tình huống. Nhưng ngươi không là người ngoài, đều là thần tộc, chúng ta tự nhiên không thể cầm đối phó ngoại nhân cái kia một bộ. Lôi thần nối liền minh thần lời nói nói, ngươi lần này đến thần tộc, mục đích là ngưng tụ cửu đại thần ma đặc thù một trong linh nhục hợp nhất, làm linh cùng thịt tương hợp lúc, nhờ vào đó hoàn thành một lần thuế biến. Đem cửu u thần thể hướng về tiên thiên cửu u thần thể thuế biến. Cái này một lần thành công tỷ lệ không cao, là vì đột phá thần ma lúc làm làm nền, đó mới là hoàn thành sau cùng thuế biến thời điểm. Chỉ cần tiên thiên cửu u thần thể một thành, như vậy đột phá tới tiên thiên thần ma lớn nhất trở ngại, đem về biến mất hơn phân nữa, người khác muốn nghịch phản tiên thiên, hóa hậu thiên vi tiên thiên, cái này cửa ải khó khăn nhất, đối người căn bản không còn tồn tại. Chỉ cần phun ra nuốt vào đại lượng tiên thiên chi khí, liền có thể không ngừng thuế biến bản thân, triệt triệt để để tẩy đi hậu thiên đặc thù. Mà lại đột phá tới tiên thiên lúc, tiên thiên cửu u thần thể cũng có thể có một lần thuế biến, hướng về bất hủ trùng kích tiên thiên chi thể cũng không thuần túy là tiên thiên hoàn toàn là tiên thiên chỉ có sinh mà tiên thiên là cao quý thần thánh tiên thiên thần thánh bọn họ sinh mà có tiên thiên thần ma thực lực thực lực cường đại huyết thống cao quý tiên thiên chi thể chỉ là có tiên thiên thần ma đặc thù tu hành đến tiên thiên thần ma đơn giản cho nên cũng cần tiên thiên chi khí tiên thiên chi khí tại tiên thiên thần ma cái này một cái cấp độ là không thể thiếu mệt trọng yếu tư nguyên tiên thiên nhất khí bình trọng yếu là chiến lược tính bảo vật cũng là cái này một cái đạo lý Bất cứ lúc nào tiên thiên chi khí đều là hút hàng hàng. Đậu Trường Sinh cái này một cái mục đích, cho dù là Đậu Trường Sinh không có chủ động cùng thần tộc nói, nhưng thần tộc trên dưới cũng rõ ràng. Lấy bây giờ Đậu Trường Sinh danh tiếng, các tộc sớm liền bắt đầu thu thập kỹ càng tình báo, chuyên môn có một đoàn đội phân tích, làm Đậu Trường Sinh muốn là dùng hóa tiên trì, thần tộc liền đã suy đoán ra 7, 8 phần. Lôi Thần Lạnh mở miệng cười nói, mượn nhờ hóa tiên trì, hoàn thành linh nhục hợp nhất, sau đó thuế biến một lần. Cái này một cái ý nghĩ không có sai nhưng muốn thành công, cái kia là chuyện không thể nào. Thần tộc nhiều năm như vậy nắm giữ hóa tiên trì, sớm đã đối hóa tiên trì bày ra ám thủ, lần này án chiếu lấy chúng ta vốn là kế hoạch, nhiều nhất để ngươi ngưng tụ ở linh nhục hợp nhất, đến đón lấy ở linh nhục hợp nhất, mang tới thuế biến, sẽ bị hóa tiên trì chủ động tiêu trừ. Để ngươi thu được một chút chỗ tốt, nhưng lại là không đạt được mong muốn, sau cùng chỉ có thể cho rằng là tự mình xui xẻo, mà thỉnh thoảng bởi vì thần tộc hạ hắc thủ. Thần tộc không phải đại oan chủng, làm sao có thể đi bồi dưỡng địch nhân, nhưng thần tộc cùng nhân tộc quan hệ cũng coi như được thông qua, cho nên không có triệt để làm tuyệt, cho dù là nhân tộc đã nhìn ra, sau cùng cũng sẽ nhận, dù sao cũng thu được một chút chỗ tốt. Không phải bản tộc chi vật, dùng liền muốn có chuẩn bị tâm lý. Lôi thần lời nói nhất chuyển nói, hiện tại không giống nhau, đều là người một nhà. Lần này khẳng định tương trợ ngươi hoàn thành một lần thuế biến, có thế đi bao xa, thì đi bao xa. Tốt nhất một lần thành công, dù là lần này không thành công, lần tiếp theo đột phá tới thần ma lúc, cũng sẽ lột xác thành thành vi tiên thiên cửu u thần thể. Vì thế, trong tộc dự định ủng hộ ngươi một phần bất hữu tư nguyên. Đây cũng là trong tộc đối phần thưởng của ngươi. Đậu trường sinh vội vàng cảm tạ nói, đa tạ. Rất rõ ràng bộc lộ ra là thần tộc, có ý hướng thần tộc dựa sát vào về sau, thần tộc có qua có lại, đã bắt đầu phí tổn tư nguyên lôi kéo đậu trường sinh, để đậu trường sinh tâm hướng thần tộc, mà không phải nhân tộc. Đây là muốn đậu trường sinh sinh ra lòng trung thành. Lôi thần ánh mắt nhìn về phía viêm thần, sau cùng thu mua lòng người, cần viêm thần tới làm. Viêm thần trầm giọng mở miệng nói, ngươi muốn thuế biến một lần, lột xác thành vi tiên thiên cửu u thần thể. Như vậy trọng yếu nhất cũng là tiên thiên chi khí. Nhưng phổ thông tiên thiên chi khí, lấy thực lực ngươi một luồng tiên thiên chi khí vô dụng, nhiều không chịu nổi. Cho nên tốt nhất cũng là trước thiên linh dịch, đây là từ tiên thiên chi khí hóa lỏng, lại từ một tôn trí cường giả xuất thủ, tự mình chảy vuốt về sau, bỏ đi trong đó phong mang, lưu lại dịu dàng ngoan ngoãn hiệu quả. Cái này còn cần hóa tiên trì hoàn thành sau cùng thuần hóa. Đây mới là hóa tiên trì lớn nhất hiệu quả, năm đó đỉnh phong thời kỳ hóa tiên trì là có thể dựng dục ra bất hủ linh dịch, chuyên môn vì thượng cổ tiên đạo chân quân cùng thiên tôn đắp nặng tiên thể. Bây giờ hóa tiên trì tổn hại, thiên địa linh cơ đê mê, chúng ta miễn cưỡng khởi động trước thiên linh dịch, nhưng cái này đối ngươi mà nói đã đủ rồi. Đến lúc đó lại phụ trợ vạn năm linh nhũ, địa tâm ngọc tủy chờ trân quý tư nguyên, có đang thần luyện chế một số phụ trợ đang dược. Trong đó thần ma đại đan chính viên, tiên thiên thần ma đại đan ba viên. Đây là một phần danh sách, ngươi có thể quan sát. Cứ việc trong đó không có có một phần là bất hủ tầng thứ, nhưng nhiều như rừng cùng nhau, tuyệt đối không kém gì bất hủ tư nguyên. Tộc ta đối với mình người, từ trước đến nay sẽ không keo kịp. Phim thần hào khí vượt mây, hoặc là không làm, hoặc là thì làm đến cực hạn, để lại bắt bẻ người, cũng tìm không ra lời nói tới. Một phần bất hủ tư nguyên đập xuống, thì hỏi ngươi có sợ hay không? Đậu Trường Sinh lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng là không nghĩ tới thần tộc đã vậy còn quá đại thủ bút, đưa tay nhận lấy danh sách phía trên viết lấy các loại tư nguyên, nhất là cái kia một số vạn năm linh nhục, sinh ra từ chỗ đó, hiệu quả như thế nào. Mỗi cái tư nguyên, đều có kỹ càng miêu tả, toàn bộ đều là có giá trị không nhỏ, liếc một chút liền có thể đoán được. Sau cùng đang dược cũng như thế, mà lại cái này một số bảo vật, không phải chỉ cần tốt, liền bắt đầu đi đến thêm, mà chính là tạo thành một cái dược phương, là lẫn nhau bổ sung, sẽ không xuất hiện dược hiệu tương khắc, tương xung, trực tiếp đem hiệu quả triệt tiêu. Bây giờ là một cộng 1 bằng 3, tương đương với bốn, không ngừng phóng đại hiệu quả. Đây là tại đang thần chủ trì dưới, từ mấy vị tiên thiên thần ma đồng loạt ra tay thôi diễn kết quả, lại có hóa tiên trì lực đẩy, mượn nhờ hóa tiên trì đặc biệt hiệu quả đặc biệt, mới có thể hoàn thành một bước này. Hiệu quả quá mạnh. Đậu Trường Sinh sau khi nhìn thấy, liền biết lần này thần tộc chống đỡ cường độ cực lớn, cũng là bỏ hết cả tiền vốn, bọn họ cũng là muốn chính mình lần này lột xác thành công. Chỉ cần mình có thể thuế biến tấn thăng thành vi tiên thiên cửu u thần thể, khẳng định như vậy sẽ đối với thần tộc sinh ra lòng trung thành liền xem như thất bại cũng sẽ lưu lại hóa tiên trì khí tức dạng này sẽ mê hoặc nhân tộc bọn họ liền xem như đã nhận ra thần tộc huyết mạch manh mối cũng sẽ nghĩ tới là bởi vì hóa tiên trì hiệu quả từ đó sẽ không suy nghĩ nhiều thần tộc là chuẩn bị vạn toàn tốt xấu các mặt bọn họ đều cân nhắc đến đậu trường sinh trực tiếp hỏi nói cái này hiệu quả quá tốt rồi sẽ sẽ không xuất hiện hóa tiên trì lực lượng quá mạnh ta quá bổ không tiêu nổi tình huống kim thần gật đầu nói cái này một loại tình huống chúng ta cũng cân nhắc đến cho nên lần này hóa tiên trì mở ra, không phải 10 ngày nửa tháng liền có thể kết thúc. Thời gian quá ngắn ngủi, ngươi căn bản là không có cách hấp thu. Nhất định phải kéo thời gian dài, phương diện này chúng ta cũng sắp xếp xong xuôi. Làm hóa tiên trì mở ra về sau, ngươi tiến vào hóa tiên trì về sau, chúng ta sẽ lấy hóa tiên trì ra chuyện, từ đó bắt đầu kiểm tra hóa tiên trì danh nghĩa, bắt đầu kéo trận tiếp theo mở ra thời gian. Tìm kiếm lý do trì hoãn thời gian, đây không phải việc khó. Cũng may mắn lần này Dương thần đối đồng tộc xuất thủ một chuyện là một cái scandal, chúng ta không có khả năng công khai, cho nên đến đón lấy chúng ta sẽ đem chuyện này giao cho ngươi. Dạng này đối ngoại có thuyết pháp, có thể trấn an thần tộc nội bộ, sau đó chúng ta đề cao ngươi đãi ngộ, để hóa tiên trì lực lượng tăng cường, cũng có thể trấn an còn lại các tộc. Ngươi là vì thần tộc gánh chịu tội danh, bọn họ một chút suy nghĩ một chút, liền có thể biết rõ nói ra chân tướng. Đậu trường sinh không ngừng gật đầu, thần tộc đem hết thảy đều an bài rõ ràng. Đậu trường sinh rất hài lòng. Đậu trường sinh lộ ra vẻ hài lòng, Thần Vương điện bên trong mọi người cũng như thế. Đậu Trường Sinh quá trọng yếu, cho dù là biết Đậu Trường Sinh là thần tộc, có thể Đậu Trường Sinh đến cùng tại nhân tộc trưởng lớn, nội tâm phải chăng có khuynh hướng thần tộc, đây cũng là một ấn số. Bây giờ Đậu Trường Sinh biểu đạt thiện ý, như vậy dĩ nhiên chính là thần tộc hồi báo cái này một phần thiện ý thời điểm. Hiện nay cái này một kết quả, song phương tất cả đều vui vẻ. Dùng một phần tư nguyên đi lung lạc Đậu Trường Sinh, cái này tại viêm thần xem ra là đáng giá. Tư nguyên là chết, người là sống vì đậu trường sinh, thậm chí là đem một mực bế quan đăng thần đều mời ra được. Cái này một vị tiên thiên thần ma, gần nhất bắt đầu vì đậu trường sinh bôn ba lên, một canh giờ làm hai canh giờ dùng, mới có thể ngắn ngủi một hai ngày công phu, thiết kế ra một bộ này phương án tới. Nghiêm ngặt đến luận, cái này một phần là bất hủ tư nguyên không tệ, có thể cũng không phải bất hủ tư nguyên. Đang đồng giá phía trên, đây là tương đương với bất hủ tư nguyên, có thể đây là đông đảo tiên thiên tầng thứ cùng thần ma tầng thứ tiếp cận, trên bản chất mặt là kém rất nhiều, chỉ là số lượng nhiều mà thôi cái này liền như là một cân sắt cùng một cân cây bông vải, bọn họ tuy nhiên đều là đồng dạng trọng, có thể cái sau thể tích khổng lồ không biết bao nhiêu lần. Giá trị thực tế phía trên là không bằng chân chính bất hủ tư nguyên. Nhưng cái này một phần đại giới, đầy đủ mua một tôn thần ma mệnh. Vẫn là mời một tôn tiên thiên thần ma xuất thủ, làm cho đối phương huyết chiến một lần. Chương 740, hóa tiên trì mở ra. Vân khí trùng trùng điệp điệp nhấp nhô, giống như thiên quân vạn mã rong đuổi. Phân tán ra tới mọi người, lại một lần nữa tề tụ một đường. Trong thấy đậu trường sinh bóng người về sau, Dương La liền đã trực tiếp xông tới. Dương La người này, có thể nói lúc đối nguy hiểm cực kỳ mẫn cảm, lúc trước cũng không biết là tâm huyết dân trào, vẫn là cảm nhận được nguy hiểm, trực tiếp rời đi trên trời thần cảnh, không thể không nói Dương La cái này một động tác, là phi thường sáng suốt sự tình. Làm Dương La rời đi không lâu, thiên môn liền đã phong bế, trên trời thần cảnh đã cùng ngoại giới cắt đứt liên lạc. Nếu thật là ra chuyện về sau, Dương La có thể nên ngang rời đi. Lấy Dương La thực lực, thần tộc trừ phi là xuất động ba tôn tiên thiên thần ma, hoặc là một tôn chí cường giả mới có thể kéo được Dương La. Thần tộc cứ việc thực lực không yếu, thế nhưng tuyệt đối không bỏ ra nổi đội hình như vậy đối phó Dương La, trừ phi là Dương La làm có hại thần tộc đại sự, là thần tộc chủ yếu nhằm vào đối tượng. Có thể nói Dương La tiến có thể công, lui có thể thủ. Bảo mệnh trình độ, cũng là đương đại nhất lưu. Theo chi tiết có thể nhìn ra, đây cũng là khó đối phó gia hỏa. Đi vào đậu trường sinh bên cạnh về sau, Dương La liền bắt đầu xì xào bàn tán nói, Lần này thần tộc biến thiên, đối vạn tộc ảnh hưởng quá lớn. Trong tộc đã truyền đến tin tức, muốn ta cùng viêm thần tiếp xúc. Nên làm như thế nào? Ngươi sách một cái ý kiến. Đậu Trường Sinh cho Dương La truyền âm nói, trong tộc là muốn cùng thần tộc kết minh sao? Vẫn là có ý khác. Đậu Trường Sinh không giống nhau Dương La trả lời, trực tiếp mở miệng tiếp tục nói, muốn là dự định cùng thần tộc kết minh, ta ngược lại là có thể nghĩ một chút biện pháp. Dương La trả lời nói, trong tộc ngược lại là có phương diện này ý nghĩ nhưng thần tộc từ trước đến nay bảo trì trung lập, từ trước tới giờ không cùng ngoại tộc kết minh, cũng mặc kệ ngoại giới tục sự. Đậu trường sinh lười biến trả lời nói, lúc này không giống ngày xưa, vạn tộc đại chiến lửa xém lông mày, thần tộc không thể tiếp tục trung lập đi xuống. Viêm thần người này, không phải an phận thủ thường người. Viêm thần muốn nói có nhất thống vạn tộc giả tâm, ta ngược lại thật ra cho rằng không có, thần tộc thực lực, cũng không cho phép. Có thể viêm thần tuyệt đối có kiến công lập nghiệp ý nghĩ, như thế không nhất định để thần tộc càng thêm vĩ đại, càng thêm chuẩn xác mà nói là siêu xuất dương thần hướng thần tộc chứng minh chính mình muốn so dương thần mạnh nhân tố càng nhiều hơn một chút dương la có minh ngộ nói viêm thần lúc trước cùng dương thần cạnh tranh thần vương viêm thần sắp thành lại bại qua nhiều năm như vậy một mực không hề từ bỏ đây là kìm nén một hơi nhất là bị dương thần áp chế cái này một loại không cam tâm càng thêm mãnh liệt cho nên bây giờ viêm thần chính mình cũng không có phát giác chính mình hoàn toàn là muốn chứng minh chính mình muốn so dương thần ưu tú viêm thần muốn là muốn lập công như vậy thì có cùng ngoại giới tiếp xúc ý nghĩ liên minh một chuyện thì rất có triển vọng chỉ là dương la hỏi nghi vấn trong lòng tộc ta chính là thiên địa bá chủ thực lực quá mạnh từ trước đến nay bị vạn tộc kiên kỵ để bọn hắn nội tâm mâu thuẫn mỗi một lần vạn tộc đại chiến ít có cùng ta tộc liên minh đều là cùng chủng tộc khác liên hợp sau đó cùng một chỗ châm đối với tộc ta lần này cùng thần tộc liên minh có thể thành công sao đậu trường sinh cười lạnh nói Thần tộc sau đó phải phát động đại thanh tẩy, sau đó nhằm vào ngũ hành tộc khởi xướng chiến tranh, đây chính là cần minh hữu thời điểm. Chỉ cần tộc ta chống đỡ thần tộc, như vậy thần tộc khai chiến cũng là chính nghĩa tiến hành. Tộc ta không ủng hộ, như vậy thần tộc cũng là tà ác. Thần tộc cần chúng ta, liên minh một chuyện vấn đề không lớn. Không chỉ là điểm này, hiện nay mình bị thần tộc xem như chính mình người, bọn họ cũng muốn tăng cường một chút cùng nhân tộc quan hệ. Dạng này có thể mượn nhờ chính mình đi mưu cầu một số lợi ích. Nói thí dụ như thảo phạt thương tộc một chuyện, chính mình khẳng định làm trọng yếu nhân vật, thần tộc nơi nào sẽ cùng nhân tộc thù địch, cái này ước gì ôm nhân tộc bắt đùi đạt được lợi ích. Dù sao thần tộc sợ người tộc hố bọn hắn, có thể coi mình là thần tộc, cái này chính là mình người, làm sao lại hố bọn hắn, thần tộc sẽ yên tâm. Dù sao có chính mình người, đây chính là hợp tác cơ sở. Dạng này nhân tộc ăn thịt, bọn họ cũng có thể là gặm xương cốt. Đậu Trường Sinh cùng Dương La nói chuyện phiếm một hồi, những người khác cũng toàn bộ đến đông đủ. Đậu Trường Sinh ánh mắt liếc nhìn liếc một chút, phát hiện cả đám không có tụ tập cùng một chỗ, mà chính là tốt 5 tốt 3, phân tán đứng tại khác biệt vị trí, bất quá phượng hoàng đâu. Đậu Trường Sinh đối tượng chú ý nhất, lần này vậy mà không có tới. Tình cảnh này để Đậu Trường Sinh vô cùng ngạc nhiên. Không có phát hiện phượng hoàng nhất tộc. Đậu Trường Sinh cũng không có đi cùng những người khác nói chuyện với nhau tâm. Phản phất là nhìn ra Đậu Trường Sinh quan tâm Phượng Hoàng nhất tộc, Dương La mở miệng nói, Phượng Hoàng nhất tộc, bây giờ là vị cuối cùng. Cho nên bọn họ căn bản không vội, hôm nay là sẽ không tới. Đậu trường sinh duỗi tay vuốt ve một chút cái cầm, đối với cái này kết quả rất không thoải mái, chính mình giống như là hồng hoang mảnh thú sao. Coi mình là vị thứ nhất lúc, Phượng Hoàng nhất tộc lựa chọn vị cuối cùng, lấy Phượng Hoàng nhất tộc thực lực, đang Phượng bản sự, làm sao cũng không nên là vị cuối cùng, xuất hiện cái này một loại tình huống, cũng chỉ có thể đầy đủ chứng minh một việc, đây là Phượng Hoàng nhất tộc cố ý. đầu tiên sinh Đi theo ta Một thanh âm, kinh động đậu trường sinh, để đậu trường sinh từ trong trầm tư thanh tĩnh dương mắt hướng về thanh âm nơi phát ra chi địa nhìn qua, có thể trông thấy khôi ngô cao lớn lôi thần đã quay người, đậu trường sinh bước nhanh về phía trước, đi theo tại lôi thần sau lưng, cùng một chỗ hướng về phía trước đi đến. Phía trước chính là lượng lờ vân vụ, giống như tiên khí đồng dạng, vân thâm sương mù lượng quanh, hết thảy đều hiển hiện mông lung. Đi tại vân khí bên trong, dường như tiên khí tung bay, giống như cửu thiên thần tiên. Ước chừng đi về phía trước một phút thời gian, cái này mới đi đến được một chỗ ao nước trước. Ao nước ước chừng dài ước chừng 10 trượng, bề rộng chừng 5 trượng. Ao nước thanh tịnh thấy đáy, có thể rõ ràng trông thấy đáy ao, phản phất là lát lấy một tầng đá cuội. Sóng nước dập dần, sóng nước lấp loáng. Lôi thần đứng tại Hóa Tiên Trì phía trước, chủ động mở miệng giới thiệu nói, đến đón lấy do ta phụ trách ngăn chặn người bên ngoài, cho bọn hắn một lời giải thích, ngươi có thể ở chỗ này mượn nhờ Hóa Tiên Trì thuế biến. Đến đón lấy từ đan thần phụ trợ ngươi hoàn thành thuế biến. Lôi thần lúc nói chuyện, một tên tóc dài phất với áo trắng nam tử, đã chậm rãi đi tới, đứng ở đầu trường sinh cách đó không xa địa phương đậu trường sinh hướng về người đến nhìn lại người tới là đan thần đây cũng là thần tộc một tôn tiên thiên thần ma danh khí cũng là cực lớn bất quá không phải lấy thực lực mà nổi tiếng mà chính là lấy luyện đan chi thuật luyện đan chú binh trận pháp phù lục chờ một chút cái này toàn bộ đều là cực kỳ trọng yếu bản sự đối với nhất tộc mà nói là một cái trụ cột đan thần có thể lấy tên này tự nhiên là thần tộc bên trong luyện đan chi thuật tối cường giả cho dù là tại vạn tộc bên trong bài danh đây cũng là có thể tiến danh sách năm vị trí đầu vị này tầm quan trọng, còn muốn vượt qua chí cường giả, trên cơ bản đoạn tuyệt trời đi trên trời thần cảnh khả năng. Thà rằng chết hai tôn tiên thiên thần ma, cũng không thế để đang thần ra chuyện. Đang thần sắc mặt trắng bệch, không có mảy may huyết sắc, một đôi mắt tương đối hẹp dài, nhìn từ trên xuống dưới đậu trường sinh, đi thẳng vào vấn đề nói, bắt đầu đi. Sớm một số xong việc, ta xong trở về bế quan. Ta đối với bồi nguyên đang có ý nghĩ, cử chuyển cũng không phải là cực hạn, ta phải hoàn thành thập chuyển. Đem cử chuyển bồi nguyên đang, theo thần ma tầng thứ tấn thăng thành vi tiên thiên tầng thứ. Lôi thần nhướng mày, không khỏi nhắc nhở nói, ngươi có thời gian, nhiều nghiên cứu một số hoàn toàn mới đan phương, hoặc là luyện chế nhiều một số đan dược, không muốn lại dây vào cái này một số thành thục đan phương. Cái này đã từ tiền nhân lập đi lập lại thôi diễn, đã là xóa không thể xóa, đổi không thể đổi, liền xem như ngươi có thể mở ra lối riêng, lại một lần nữa sửa lại đan phương, có thể hao phí tâm huyết cùng ít lợi so sánh, hoàn toàn kém xa. Đan thần chậm rãi lắc đầu, tóc dài không ngừng tung bay bay, chẳng thèm ngó tới nói, ngươi cái này mãn phu biết cái gì. Chỉ cần ta có thể hoàn thành thập chuyển bồi nguyên đan, không chỉ là siêu việt cổ nhân, còn có thể thu hoạch được một loại hiệu quả cực mạnh đang dược. Cửu vi số chi cực chế, có thể mười vì hoàng mỹ không một tỳ vết. Thập chuyển bồi nguyên đan, đem về hoàng mỹ không một tỳ vết, dược hiệu có thể trăm phần trăm phát huy ra. Liền lấy lần này sự tình mà nói, nếu là có một viên thập chuyển bồi nguyên đan, như vậy hắn lột xác thành vi tiên thiên cửu u thần thể tỷ lệ trên diện rộng tăng trưởng, muốn là tại đột phá thần ma lúc sử dụng, một lần kia đại tạo hóa thuế biến trăm phần trăm có thể thành công muốn là giảm xuống hiệu quả tương lai coi ta tộc tộc nhân đột phá thần ma lúc nuốt một hạt thập chuyển bồi nguyên đan hắn tư chất đem về hoàn thành thuế biến một lần trăm phần trăm tấn thăng một cái cấp độ cái này sẽ cùng hóa tiên trì một dạng có thể trở thành tộc ta căng cơ lôi thần lắc đầu nói ngươi quá lý tưởng hóa không nói ngươi có thể cải tiến thành công chỉ là luyện chế một viên thập chuyển bồi nguyên đan khẳng định là cực kỳ không dễ một lò bên trong cũng sẽ không ra một viên không biết muốn thất bại bao nhiêu lần mới có thể có một viên thập chuyển bồi nguyên đan thứ này nhất định là số ít người sử dụng không thể đại quy mô luyện chế thành công đã định trước đối thần tộc không quá lớn trợ giúp đan thần cười lạnh nói bước đầu tiên trước thành công bước thứ hai mới phải giảm bớt thành bản bước thứ ba mới muốn trắng trợn quảng bá hiện nay cân nhắc cái này một số quá sớm mà lại đây là tiên thiên tầng thứ đang dược đối với thần ma phía dưới là trăm phần trăm thành công thứ này liền xem như thành bản cao nhưng cũng tuyệt đối là vạn tộc khao khát chi vật giống như là người loại thiên phú này trắc tuyệt, tự nhiên là chướng mắt, có thể minh thần đâu. Đối với tiên thiên thần ma, cũng là có tỷ lệ hoàn thành thuế biến, thiên phú thu hoạch được ưu hóa, thực lực tự nhiên có thể đầy đủ càng tiến một bước. Đây mới là đối thần tộc cực kỳ trọng yếu. Lôi thần vung tay lên nói, không muốn cải cọ, mở ra hóa tiên trì đi. Bàn về địa vị đến, lôi thần cứ việc tương lai có hy vọng tranh đoạt thần vương, nhưng hiện tại kém xa đang thần. Đang thần ánh mắt di động, nhìn về phía đậu trường sinh về sau, đưa tay hướng về hóa tiên trì một chỉ nói, trong này ta đã điều phối tốt trước thiên linh dịch, ngươi trước thử một chút, nhìn xem cái này một cái tỷ lệ ngươi có thể hay không gánh vác được. Muốn là kiên trì không được, tuyệt đối không nên ngạnh kháng, trực tiếp hướng ta nói rõ là đủ. Ta tự sẽ bắt đầu điều chỉnh, bởi vì ngươi thích hợp. Ngươi muốn là ra chuyện, ta cũng không muốn chữa thương cho ngươi, lại đi trì hoãn ta quý giá thời gian. Đậu trường sinh nhẹ gật đầu, đưa tay chỉ hướng quần áo nói, cái này cần cởi sao? Đang thần nói, không cần cái này ngâm hóa tiên trì, bất quá là một cái hình thức mà thôi. Ngươi đều không cần tiến vào hóa tiên trì, chỉ cần tự phía trên là được, bất quá qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn lựa chọn ngâm, ngươi còn là nằm ở hóa tiên trì bên trong đi. Dạng này ta cũng tiết kiệm một chút sự tình, có thể đem đang dược chờ một chút trực tiếp bóp nát, dung nhập tại hóa tiên trì bên trong, sau đó tạo điều kiện cho ngươi hấp thu. Đậu trường sinh nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu cởi quần áo, chợt đâm đầu thẳng vào đến hóa tiên trì bên trong. Đang thần nhớ mày, đã nói rõ không cần, nhưng cái này đậu trường sinh làm sao còn thoát. Chợt trở tay vỗ, hóa tiên trì bên trong ao nước bắt đầu nhộn nhạo, giống như gợn sóng đồng dạng, một vòng tiếp lấy một vòng khuếch tán ra, trong khoảnh khắc ao nước sôi trào, giống như đun sôi nước sôi. Hóa tiên trì mở ra. Chính vị tại hóa tiên trì bên trong đậu trường sinh, làm hóa tiên trì mở ra một khắc này, liền đã rõ ràng cảm nhận được. Chính mình thân thể máu thịt, phản phất tại xé rách. Trước thiên linh dịch vô cùng bá đạo. Cho dù là bị đi hắn phong mang, lại có hóa tiên trì thuần hóa, sớm đã không còn hắn giả tính, có thể đây rốt cuộc là trước thiên linh dịch, vị cách thật sự là quá cao. Trời sinh chiến thần, mở ra. Đậu trường sinh khí tức biến đổi, cái này kịch liệt xé rách cảm giác, lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Nhưng đang thần thanh âm cũng vang lên, không muốn kháng cự. Nhất là ngươi một loại rút cao chiến lược phương thức, bất luận là thiên phú cũng tốt, thần thông cũng được, hoặc là còn lại bí thuật chờ một chút, đều muốn thu lại. Ngươi đây không phải chiến đấu, mà chính là mượn nhờ hóa tiên trì lực lượng hoàn thành thuế biến, ngươi dạng này kháng cự hóa tiên trì lực lượng chỉ sẽ tạo thành song phương xung đột chống cự xuất hiện không cần thiết tiêu hao ngược lại lãng phí một cơ hội này trong tộc vận dụng trân quý tư nguyên đông đảo lần tiếp theo sử dụng hóa tiên trì dễ dàng cũng sẽ không có nhiều như vậy bảo vật trân quý đậu trường sinh lập tức đóng lại trời sinh chiến thần mặc cho hóa tiên trì lực lượng bắt đầu dân trào không ngừng thẩm thấu đến máu thịt bên trong thối luyện ngũ tạng lục phủ cửu u chi thể cũng là nhất đẳng thể chất như thế thể chất tại thượng của thời kỳ đây là tất nhiên sẽ chứng đạo địa tiên cửu u thần thể cái này đã vượt ra khỏi phàm tục khái niệm đây đã là thần ma mới có thể có được thể chất tại thần ma bên trong nhìn như không đáng chú ý có thể đậu trường sinh chỉ là phàm tục chưa như thần ma võ học một dạng bất luận cái gì một tôn thần ma hắn sở học võ học đều là thần ma võ học đến cái này một cái cấp độ đã là qua quyết bình thường có thể mấu chốt là phàm tục học được đây chính là cực kỳ đặc thù lấy phàm nhân chi khu thuế biến tấn thăng thành vi tiên thiên cửu u thần thể cái này là chuyện phi thường khó khăn tình. Cho dù là thần tộc vận dụng một phần bất hữu tư nguyên, nhưng cũng vô pháp trăm phần trăm cam đoan đậu trường sinh thành công, lần này muốn là đột phá thần ma, khẳng định như vậy là có thể hoàn thành thuế biến. Song phương khái niệm khác biệt, đột phá thần ma lúc thuế biến lực lượng cực lớn không nói, chỉ là đậu trường sinh sau khi đột phá, cùng tiên thiên tầng thứ cũng tiếp cận, muốn so phàm tục cường rất rất nhiều, đơn giản nhất ví dụ, tiếp nhận trên lực lượng hạng cao. Hiện nay tựa như là chơi game, người máy móc phối trí thấp, ngươi còn muốn trôi chảy chơi lớn hình trò chơi, đem đặc hiệu hiệu quả toàn bộ khai hỏa, cái này thật sự là quá khó khăn, nhưng coi ngươi là đỉnh cấp máy móc phối trí, tự nhiên là rất nhẹ nhàng thì làm được. Đang thần đứng tại hóa tiên trì ao nước bên cạnh, nhìn lấy hóa tiên trì bên trong đậu trường sinh, đối với một bên lôi thần nói, các ngươi lần này mời ta xuất quan, không chỉ là vì phụ trợ hắn sử dụng hóa tiên trì, cũng là muốn mượn nhờ tay ta, tại kiểm trách một chút hắn thần tộc huyết mạch sự tình a. À. Lôi thần truyền âm nói, không tệ. Cứ việc chúng ta đã nghiệm chứng qua, phong thần cũng không có nhìn ra hư giả tới. Nhưng đối với đậu trường sinh, chúng ta nhất định phải cực kỳ thận trọng. Cái này một vị quá trọng yếu, vì để cho ngươi danh chính ngôn thuận xuất thủ, có thể kiểm tra đậu trường sinh huyết mạch, mới đập ra cái này một phần bất hủ tư nguyên. Trước kiểm tra đối phương phải chăng vì thần tộc, sau đó lại đi quan tâm thuế biến có thể thành công hay không. Lôi thần ý tứ biểu lộ không thể nghi ngờ, muốn không phải thần tộc, như vậy tất nhiên thuế biến kết quả thất bại. Đang thần ánh mắt thâm thúy lên, đưa tay ném một viên cửu chuyển bồi nguyên đan đây là thần ma đại đan có thể thối luyện thể chất là một loại vô cùng cơ sở đang dược theo phàm tục mãi cho đến thần ma tầng thứ khắp nơi đều không thể rời bỏ cái này một loại đang dược chỉ cần là một người tu hành thì nhất định ăn rồi bồi nguyên đan khác nhau chỉ là nhất chuyển nhị chuyển vẫn là cửu chuyển chính là bởi vì cái này một loại đang dược là cơ sở mới có cải tiến tiềm lực lôi thần cái kia mãn phu biết cái gì làm tự tự luyện chế ra thập chuyển bồi nguyên đan tuyệt đối sẽ để vạn tộc điên cùng chính mình cũng sẽ trở thành vạn tộc đệ nhất đan sư danh lưu sử sách, vạn cổ lưu danh. Vạn năm, mười vạn năm về sau, lôi thần sớm đã qua đời, không người nào biết khí tồn tại, có thể chính mình danh tiếng y nguyên sẽ ở trong thiên địa lưu truyền. Thần thoại truyền thuyết đem về nhảy lên tới một cái phi thường khủng bố tầng thứ. Chính mình cũng có cơ hội, tự trong đó khôi phục, một lần nữa sống ra cả đời tới. Đến mức cái kia là mình, vẫn là chỉ có chính mình trí nhớ toàn tân sinh mệnh, đang thần đối với cái này đến không có hà khắc yêu cầu, chỉ cần mình nhìn thoáng được, như vậy cái này chính là mình danh tiếng tức lực lượng. Đang thần khống chế hỏa hầu, từng viên đang dược không ngừng bóp nát, sau đó ném vào đến hóa tiên trì bên trong, đồng thời nhờ vào đó dòng ngó đậu trường sinh thuế biến, nhìn lấy đậu trường sinh ngưng tụ thần ma đặc tính kẹt linh nhục hợp nhất. Đang thần lại nhìn, lôi thần cũng đang nhìn. Một mực nhìn chăm chú ba ngày ba đêm về sau, đang thần mở miệng nói, cái này phong thần huyết mạch, không có nửa điểm hư giả. Cho dù là cái này phong thần huyết mạch tương đối đặc thù một chút, chưa từng có ở trong tộc ghi chép qua, nhưng đây là thần tộc huyết mạch, điểm này có thể xác nhận. Các ngươi ngược lại là quá lo lắng, đậu trường sinh là thần tộc. Duy nhất phải suy tính là đậu trường sinh có thể hay không tán đồng thần tộc, đối thần tộc có hay không lòng trung thành. Lôi thần cười lạnh nói, đây không phải cái đại sự gì. Nhân tộc đối ngoại mặc dù là danh xưng là hải nạp bách xuyên, sẽ không kỳ thị vạn tộc thành viên, chỉ cần bọn họ thêm vào nhân tộc, toàn bộ đều đối xử như nhau. Có thể cái kia cũng chỉ là nói một chút mà thôi, nhân tộc cao tầng vô cùng thuần túy, toàn bộ đều là thuần huyết nhân tộc. Đậu trường sinh tại nhân tộc, nhất định là không có tiền đồ, hắn đường ra là tại thần tộc, tin tưởng đậu trường sinh cũng rõ ràng hiểu được, cho nên mới mượn nhờ cơ hội tới đến thần tộc về sau, trực tiếp đối thần tộc biểu hiện ra thiện ý tới. Liền xem như nhân tộc không nghi ngờ, đến mức nhất định về sau, chúng ta cũng sẽ chủ động thả ra tin tức, gây nên nhân tộc hoài nghi, bức bách đậu trường sinh trở về thần tộc. Nơi này thì giao trả cho ngươi, đến đóng lấy hoàn thành thuế biến, cái này cần thời gian dài dằn bên ngoài cái kia một số người, khẳng định là muốn làm ồn ào. Ta muốn đem bọn hắn cho hắn ở, nhất là nhân tộc một phương diện, đậu trường sinh thật lâu không xuất hiện, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Đan thần gật đầu nói, yên tâm. Đậu trường sinh thần tộc, ta tự nhiên sẽ toàn lực tương trợ. Chỉ là ngươi không muốn xa cách hóa tiên trì quá xa, ta có dự cảm không tốt, luôn cảm giác muốn ra chuyện. Bảo hộ hóa tiên trì quan trọng.